Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 1326, thầy ta là Dương Huyền 2. Người hủy cả thông đạo ghi chép thành như vậy, trong lòng không có hối lỗi sao. Cho ngươi làm việc ngoài giờ gán nợ, có thể nói đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn không đồng ý, ngươi cho rằng còn có điều kiện mặc cả. Như vậy đi, ta trước qua nhìn một chút, xem có thể chữa trị hay không, có thể chữa trị, có phải không cần bồi thường hay không. Dầu dĩ nửa ngày, Trương Huyền nói. Chữa trị, chỉ bằng ngươi. Nguyên Hồng giống như nhìn quái vật. Có phải không có đầu óc hay không? Địa hỏa thông đạo này là luyện khí sư lục tinh đỉnh phong cùng thiên công sư phối hợp rèn luyện, xem như hắn, cũng khó mà hoàn thành, tên này nói muốn chữa trị. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Luyện khí đại tông sư mô Dương tử sao? Quá không tự lượng sức. Ừm, Trương Huyền gật đầu, trần chờ một chút không sửa được, có thể chỉ điểm ngươi luyện khí hoặc tu vi, xem như đền bù. Chỉ điểm ta, làm càn. Nguyên Hồng tức điên. Hắn là trưởng lão học viện, khí viện phó viện trưởng, danh sư lục tinh, tồn tại người người tôn kính, bình thường đều là chỉ điểm người khác, thu người khác làm đồ đệ, một tân sinh mới tới, lại nói khoác không biết ngược, nói muốn chỉ điểm hắn luyện khí hoặc tu vi. Audio điện tử võ tấn bền Ngươi biết nói thêm gì nữa không? Đầu óc tên này, có phải mới vừa rồi bị địa hỏa đốt rụi hay không? Chỉ điểm nguyên phó viện trưởng, đến cùng nghĩ như thế nào? Đám người la nham càng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được lỗ tai nghe thấy. Đại ca, nhớ kỹ thân phận, người chỉ là tân sinh, chẳng lẽ cho rằng mình là viện trưởng? Chỉ trò với nguyên phó viện trưởng, có cần nói nhảm như thế hay không? A à, hát, ý của ta là để lão sư ta chỉ điểm tu vi của ngươi nghe được quát lớn trương huyền cũng sửng sốt một chút lúc này mới phản ứng được tràn đầy không tiện ngụy trang dương sư ngụy trang nhiều lắm vừa xuất thần có đôi khi lẫn lộn trái phải hắn chỉ là tân sinh nói chỉ điểm một danh sư lục tinh đỉnh phong không xù lông mới lạ nói lão sư hắn cũng không có gì lão sư cố nén lửa giận nguyên hồng nhìn qua thầy ta dương huyền Từng chỉ điểm qua mạc cao viễn mạc đường chủ, Mi trưởng lão đối với lão nhân gia cũng cực kỳ kính nể. Cười cười, Trương Huyền khẽ đảo cổ tay. Đây là lệnh bài Mi trưởng lão cho ta. Mi trưởng lão, thú viện Mi viện trưởng. Nhìn thoáng qua, Nguyên Hồng nhíu mày. Thân là luyện khí sư phó viện trưởng, lệnh bài này tự nhiên nhận biết, đây là vật phẩm tư nhân của Mi trưởng lão, rất ít đưa ra. Có thứ này, không khác hắn tự mình tới. Hắn cùng Mi trưởng lão mặc dù cùng là lục tinh đỉnh phong nhưng bất kể địa vị hay thực lực đều có tranh lệch cực lớn không nói cái khác đối phương có thể được bầu thành thập đại danh sư cũng không phải là hắn có thể so sánh còn có tên này mới vừa nói cái gì dương huyền kia còn chỉ điểm qua mạc cao viễn mạc cao viễn là danh sư đường đường chủ đại quan một phương địa vị ngang hàng thập đại trưởng lão cao hơn hắn không ít chỉ điểm loại người này há không nói rõ Dương Huyền ít nhất là danh sư thất tinh Vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng Nếu như vừa rồi Hận không thể tươi sống bóp chết ra hỏa vô chi này Mà bây giờ có chút kính sợ Thú viện viện trưởng Hắn vẫn là viện trưởng Trương Huyền sướng sờ Người không biết Thấy hắn ngay cả thân phận chân thật của mi trưởng lão cũng không rõ ràng Người sau ngay cả lệnh bài tư nhân cũng ban cho Chỉ sợ đối phương nói không sai Thật có một lão sư lợi hại Nếu không Đường đường thập đại trưởng lão, dựa vào cái gì cho một tân sinh lệnh bài. Quá không hợp lẽ thường. Trương Huyền lắc đầu. Sự tình mi trưởng lão là thập đại trưởng lão, là từ người khác nói chuyện phiếm nghe được. Sự tình thuần thú học viện viện trưởng, nghe cũng chưa từng nghe qua, tự nhiên không biết rõ tình hình. Không biết cũng không sao, mi trưởng lão cùng ta kết giao nhiều năm, có lệnh bài của hắn, người có thể không cần làm việc ngoài giờ trả lại, có điều, bồi thường vẫn tránh không khỏi. Trần chờ một chút, Nguyên Hồng nói. Mặc kệ đối phương nói thật hay giả, cầm trong tay lệnh bài kia, đã nói lên hai người quan hệ không y kém, có thể cho thuận tiện thì cho, nhưng mà liên lụy đến quy tắc thì xem như đại danh sư cũng không thể vi phạm. Làm hỏng thứ này, là ta không đúng, có thể để cho ta thử chữa trị một chút hay không? Không được. Lại làm bồi thường. Trương Huyền hỏi, ngươi đã có lệnh bài của mi trưởng lão, chắc hẳn hắn rất tín nhiệm ngươi, ta có thể cho ngươi cơ hội. Nguyên Hồng gật đầu. Có thể chữa trị tốt nhất, chữa trị không được, tên này đoán chừng cũng đừng hy vọng. Lệnh bài của mi trưởng lão. Tên này đến cùng là ai? Lão sư hắn còn chỉ điểm mạc đường chủ, trong tân sinh lúc nào toát ra nghiêu nhân như vậy. Nghe hai người đối thoại, chung quanh một mảnh xôn xao. Lý Tuyền cùng La Nham nhìn nhau, càng giật nảy mình. Vừa rồi hai người đều khinh bỉ Trương Huyền, vốn cho rằng chỉ là tân sinh, không quan hệ đại cục, Nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có bối cảnh thâm hậu như vậy. Nói thật, nếu hắn sớm lấy ra lệnh bài của mi trưởng lão, coi như không phá được ghi chép, bọn họ cũng có thể cho mượn điểm học phần, không đến mức đắc tội A-Hát. Trường 1327, Chứa Trị Thông Đạo 1 Có lão sư lợi hại như vậy, chẳng lẽ, vừa rồi thật phá ghi chép? Nếu như nói trước đó, mọi người đối với hắn có phải thật phá kỷ lục hay không còn có chút bán tín bán nghi? nghe được có lão sư cường đại như vậy, ngay cả mạc đường chủ, mi trưởng lão cũng bội phục không thôi, trong lòng tất cả đều nghi ngờ. Danh sư vượt qua lục tinh, thủ đoạn càng ngày càng đáng sợ, cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều năng lực không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Chính vì vậy, những hậu nhân thánh nhân quý tộc kia mới lợi hại như vậy, vượt xa cùng thế hệ. Điểm xuất phát cao, hiểu biết cùng nhãn lực đều vượt xa thường nhân, rất nhiều chuyện coi như bọn họ nghĩ, cũng nghĩ không ra đa tạ. Nghe được hắn đáp ứng, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Người khác đã có thể luyện chế ra, có lẽ hắn có thể tu sửa, vạn nhất sửa xong, còn có thể bớt một số tiền lớn. Chỉ cần không tốn tiền, chẳng khác nào kiếm tiền. Thực sự quá nghèo, còn xa không đạt tới thời điểm có thể tùy ý tiêu xài. Trở lại trước mặt phế tích, hít sâu một hơi, đưa tay sờ qua. Vừa rồi ở trong chỉ dùng minh lý chi nhãn, còn không có sử dụng thiên đạo thư Việt, Hiện tại dùng thứ này nhìn xem, lối đi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn có thể chữa trị hay không? Mặc dù thông đạo đổ sụp, nhưng vách tường vẫn còn, đủ loại cơ quan lò xo đều kết nối thành một chỉnh thể, lấy tay sờ, có thể hình thành thư tịch hoàn chỉnh. Thiếu Hụt, trong đầu thở nhẹ, một hồi lay động, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt, Trương Huyền nhìn sang. Ngay sau đó hít mắt lại. Sở dĩ thông đạo đổ sụp là bởi vì khoáng thạch suy trì động lực bị tiêu hao sạch sẽ trận pháp bị đánh vỡ cân bằng, muốn chữa trị, chỉ có một con đường, cái kia chính là tìm đến bốn khối địa tâm hồng nham. Sau đó tu bổ trận pháp, một lần nữa tạo dựng cân bằng. Tu bổ trận pháp, tạo dựng cân bằng, hắn có thể làm được, nhưng địa tâm hồng nham, đi nơi nào tìm. Thứ này thưa thất không nói, mỗi một viên đều giá trị liên thành, hiện tại hắn mua không nổi một viên, chớ nói chi là bốn viên. Trừ khi có thể giải quyết chỗ thiếu hụt nhất định phải sử dụng địa tâm hồng nham này, cúi đầu trầm tư. Thư tịch trong đồ thư quán, địa tâm hồng nham trở thành thiếu hụt, bởi vì thứ này, giá trị quá cao, hiệu quả lại không phải tốt nhất, nếu như có thể sử dụng những vật khác thay thế, hơn nữa giá trị không cao, liền dễ dàng giải quyết. Chỉ là, dùng cái gì thay thế, làm sao thay thế, hắn đối với loại cơ quan này, thực sự không hiểu nhiều, nghĩ một lát cũng không rõ ràng cho lắm. Thực sự nhịn không được, xoay đầu lại. Vị trưởng lão này tại hạ có một chuyện thỉnh cầu. Mặc dù không biết vị lão giả này cụ thể là ai, nhưng khẳng định là một vị trưởng lão, xưng hô như vậy tất nhiên không sai. Chuyện gì? Không biết tên này lại muốn ra cái yêu thiêu thân gì, Nguyên Hồng nhướng mày. Là như vậy, vừa rồi ta quan sát, đã hiểu lối đi này một chút, chỉ là... Còn có nhiều chỗ không biết rõ, không biết luyện khí học viện chúng ta, có thư tịch liên quan tới phương diện này hay không, có thể cho ta mượn xem một chút hay không không hiểu cũng chỉ có một biện pháp tìm bí tịch đọc đối với người khác là lâm trận mới mải gương đối với hắn lại là biện pháp hữu hiệu nhất đọc sách nguyên hồng sướng sờ thông đạo sập thành như vậy mới nghĩ đến đọc sách có thể quá muộn hay không cần loại hình thư tịch gì mặc dù cảm thấy tên này miệng không đáng tin cậy nhưng nguyên hồng vẫn không nhịn được hỏi một câu chỉ cần liên quan tới địa hỏa thông đạo là được số lượng càng nhiều càng tốt Trương Huyền nói. Nghe tên này ngay cả mục tiêu cũng không có, Nguyên Hồng tức sạm mặt lại, dừng một chút, cuối cùng vẫn quay đầu đi. La Nham, người đi tàng thư khố, lấy ra toàn bộ sách liên quan tới địa hỏa thông đạo. Đổi lại những người khác, khẳng định không cho đãi ngộ như thế, nhưng tên này lấy ra lệnh bài của mi trưởng lão, lại có lão sư lợi hại, mặc dù buồn bực, nhưng vẫn nhịn xuống. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn cũng muốn nhìn một chút, địa hỏa thông đạo sập thành như vậy, đến cùng giải quyết như thế nào. Đọc sách, loại trận pháp, cơ quan cao minh này, đọc sách có thể thấy rõ cái gì? Đúng vậy, ta cũng không hiểu rõ, đoán chừng là muốn nhìn cấu tạo trong đó một chút đi. Địa hỏa thông đạo, không phải bí mật gì, trọng yếu nhất chính là bốn địa tâm hồng nham, nghe nói vì nhận được thứ này, hao tốn đánh đổi to lớn, chỉ cần thứ này không hư hại, tu bổ hoàn hảo, không khó. Nghe được thanh niên dạo qua một vòng, muốn nhìn thư tịch mọi người đều tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù thư tịch là bậc thang tiến bộ của nhân loại, nhưng không có người chỉ điểm, chỉ xem sách là không thể nào hoàn chỉnh học tập một nghề nghiệp. Chưa từng nghe qua xa rời thực tế, có thể trở thành tuyệt thế thiên tài. Nghe đối phương lời thề son sắt muốn nếm thử chữa trị, vốn cho rằng có nghiên cứu tới luyện khí cùng thiên công, thật có thể giải quyết. Không nghĩ tới, cái ngoạn ý gì cũng không nói ra. Lâm trận mới mài gươm, nếu gươm dễ mài như vậy cũng không để Nguyên Hồng viện phó tức giận như thế. Không để ý tới ánh mắt mọi người kỳ quái, Trương Huyền An tĩnh chờ, không lâu sau, La Nham đi trở về. Thư tịch liên quan tới Địa Hỏa Thông Đạo, cơ bản đều đặt chung một chỗ, tìm ra cũng không phức tạp, đi tới trước mặt, được lão sư xác nhận, cổ tay La Nham rung lên, mấy trăm quyển sách chồng ở bên cạnh. Những sách này đều là giới thiệu về Địa Hỏa Thông Đạo, có ghi chú cấu tạo, có ghi chú phương pháp sử dụng, còn có đề nghị sửa đổi rất nhiều đều là nhất gia chi ngôn, không có cách nào phân biệt, đừng nói hấp thu tri thức, đọc một hồi cũng sẽ đầu óc choáng váng, không rõ ràng cho lắm. Chương 1328, chữa trị thông đạo 2. Đi tới trước mặt thư tịch, Trương Huyền thở ra một hơi, mỗi một bản đều sờ soạng một chút, giả bộ như muốn tìm kiến thức nào đó, chỉ chốc lát đã lật một lần, theo tay cầm lên một bản, từ từ mở ra. Con mắt nhìn thư tịch, nhưng tinh thần thì tập trung, mới vừa rồi thu vào rất nhiều sách, hình thành thiên đạo công pháp. Hô, một quyển sách xuất hiện, nắm ở trước mắt, tiện tay mở ra. Còn có nhiều thiếu hụt như vậy. Nhìn thoáng qua, mí mắt xoay loạn. Số lượng thư tịch liên quan tới lối đi này quá ít, sửa sang lại nửa ngày cũng không thể bổ sung hoàn chỉnh, đâu đâu cũng có thiếu hụt, chừng 52 chỗ. Thiếu hụt bao nhiêu không có gì, chủ yếu nhất là có thể dùng những vật khác thay thế địa tâm hồng nham hay không? nhanh chóng đọc, rất mau lật đến thiếu hụt liên quan tới địa tâm hồng nham. Số lượng địa tâm hồng nham thưa thớt, là thiếu hụt lớn nhất của thông đạo, nếu như có thể sử dụng địa tâm hỏa thay thế, có thể giảm bớt vô số chi phí, hơn nữa hỏa lực còn liên tục không ngừng, chỉ là địa tâm hỏa là đại địa chi hỏa, khó khống chế, hơn nữa hỏa lực hơi yếu. Mặc dù ghi có thể dùng địa tâm hỏa thay thế, nhưng đồng dạng có không ít thiếu hụt, không dễ dàng hoàn thành. Đầu tiên, nhiệt độ địa tâm hỏa không đủ không đạt tới trình độ của địa tâm hồng nham. Muốn cho nó có hiệu quả đồng dạng, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là sử dụng trận pháp phụ trợ. Trận đồ trận pháp phụ trợ, trong đó trên một quyển sách có, là trận pháp ngô tinh, lấy thực lực của trương huyền hiện tại, hoàn toàn có thể làm được, chỉ là trận pháp này, cùng trận pháp lúc trước duy trì cân bằng, rất dễ dàng xung đột, một khi xử lý không tốt. Liền có thể đưa tới bạo tạc. Do đó, địa tâm hỏa hình thành địa hỏa thông đạo, chỉ là trên lý luận có thể thực hiện, hầu như không có người có thể hoàn thành. Hai trận pháp xung đột, rất khó tìm đến điểm thăng bằng, coi như trận pháp đại tông sư chân chính, muốn hoàn thành cũng khó có khả năng, huống chi người lúc trước kiến tạo thông đạo. Nguyên nhân chính là như thế, vì ổn thỏa, mới không tiếc tốn hao vô số đại giới tìm kiếm Địa Tâm Hồng Nham. Cái này đối với người khác rất khó, nhưng đối với Trương Huyền lại dễ dàng. Chẳng phải tìm điểm thăng bằng sao? Dường như hắn chính là dựa vào cái này lập nghiệp A-Hát Phá trận, qua ải, hóa thanh trì Đều dựa vào tìm điểm thăng bằng Mới chấn nhiếp mọi người, vang danh thiên hạ Chỉ là, thư tịch không đủ Điểm cân bằng này, khả năng tìm ra được không hẳn dễ dàng như vậy Nhưng chỉ cần thành công Chẳng khác nào kiếm lời 10 viên linh thạch thượng phẩm Bất kể nói thế nào, cũng phải liều một phen Trương Huyền gật đầu Địa tâm hỏa không riêng gì trận pháp phụ trợ cân bằng Cũng có thiếu hụt khác tỉ như còn lâu mới ổn định như địa tâm hồng nham, lực lượng phát ra cũng không quá đều đặn. Mặc dù thư tịch không đủ, phía trên không ghi giải quyết như thế nào, nhưng chỉ cần vấn đề cân bằng được giải quyết, cái khác cũng không tính là gì. Tốt, liền lấy địa tâm hỏa. Cân nhắc mấy lần, cảm giác không vấn đề quá lớn, Trương Huyền mới đứng dậy, phun ra một ngụm chọc khí. Vị trưởng lão này, không biết nơi này của chúng ta, có cách nào tiếp dẫn địa tâm hỏa hay không? Địa tâm hỏa có thể nguyên hồng nhẹ gật đầu luyện khí sư nhiều khi cần nhiệt lượng của địa hỏa luyện kim loại thứ này là đồ vật thiết yếu của luyện khí học viện giống như lửa than vậy thời điểm luyện khí không ít kim loại khó hòa tan lửa than bình thường căn bản làm không được cũng chỉ có thể mượn nhờ cái này do đó nơi này có đại trận chuyên môn tiếp dẫn địa hỏa tiếp dẫn thứ này tới cũng không khó quá tốt rồi ánh mắt trương huyền sáng lên ta muốn mượn thứ này dùng một chút mong nguyên trưởng lão có thể giúp đỡ tiếp dẫn tới. Tiếp dẫn địa tâm hỏa, người muốn dùng cái này thay thế địa tâm hồng nham. Nguyên hồng nhíu mày. Vâng, ta đã tìm được phương pháp, yên tâm đi, khẳng định có thể thành công. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền tự tin nói. Được, thấy hắn lời thề son sắt, Nguyên Hồng trần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Mặc dù địa hỏa nguy hiểm, nhưng luyện khí sư thường xuyên sử dụng, lấy năng lực của hắn, Khống chế lại cũng không khó khăn lắm, sẽ không có nguy hiểm gì. Tên này đã nói có thể thành công, vừa vặn cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Thật hoàn thành, có thể nói hoàn thành sự tình rất nhiều tiền bối trước kia không làm được, chân chính phá kỷ lục. Xoay người đi ra ngoài, không lâu sau, lấy tới một trận bàn kim loại, tiện tay để dưới đất, tay phất một cái, một cỗ chân khí tràn vào trong đó. Ông, trận văn trên trận bàn nhúc nhích. Mọi người lập tức cảm thấy một cổ địa tâm hỏa diễm nóng rực, tựa như một hỏa long từ trung gian điên cuồng tuôn ra, tựa hồ muốn hỏa tan không khí. Không ít trưởng lão của luyện khí sư công hội đều là dùng loại trận bàn này, không biết dùng bao nhiêu lần, xe nhẹ chạy đường quen. Đa Tả thở ra một hơi, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Địa tâm hỏa này, nhiệt độ so với địa tâm hồng nham quả thực kém rất nhiều, xem ra trên thư tịch nói không sai, muốn chân chính chữa trị thông đạo nhất định phải sử dụng trận pháp phụ trợ, gia tăng nhiệt độ. chương 1329, xong. 1. Bắt đầu đi. Hít sâu một hơi, Trương Huyền khẽ đảo cổ tay, vô số trận kỳ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trong không gian giới chỉ của dư thừa, có không ít loại trận kỳ này, đều là ngũ tinh, loại trận pháp phụ trợ này không có bất kỳ thuộc tính gì, dễ dàng sử dụng. Hô hô hô, cổ tay xoay chuyển, toàn bộ cánh tay đều mang huyễn ảnh, mấy trăm cây trận kỳ, thằng tấp từ lòng bàn tay bắn nhanh rơi vào xung quanh trận bàn cắm thẳng vào phía dưới trương huyền nhướng mày tiến về phía trước một bước bàn chân đạp mạnh trên mặt đất ông một tiếng thanh minh trận kỳ lay động trong nháy mắt bị kích hoạt một làn xương mù thật mỏng sôi trào mà ra hoàn toàn bao phủ trận bàn âm âm ngay sau đó hỏa long ở trong trận bàn giống như ăn đại bổ hoàn từ cao một mét biến thành cao mấy chục mét bất cứ lúc nào cũng sẽ xông phá đại điện đốt nóc phòng sạch sẽ. Đó là trận pháp cấp 5, bày, thật nhanh. Nguyên Hồng nhíu mày. Hắn phụ tu cũng có trận pháp, coi như thân là trận pháp sư lục tinh, muốn bày trận nhanh chóng như thế cũng làm không được. Tên này nhẹ nhóm như thế, hơn nữa thủ pháp bày trận rõ ràng khác biệt trước kia đã gặp, chỉ sợ thực sự được danh sư cấp cao chân truyền. Truyền thuyết trận pháp sư lợi hại, sẽ có chút thủ pháp độc môn, bày trận càng nhanh hơn, uy lực cũng lớn hơn coi như tu vi không đủ, cũng có thể nhanh chóng bày trận. Chỉ sợ tên này, dùng chính là cái đó. Để hỏa long biến thành như vậy, cái này hẳn là trận pháp phụ trợ tốc độ rút ra địa hỏa. Mặc dù tốc độ bày trận nhanh, căn cứ hiệu quả cùng hướng đi của trận kỳ, vẫn có thể nhận ra chủng loại. Chỉ là, bố trí trận pháp này làm cái gì? Chẳng lẽ tên này muốn dùng địa tâm hỏa thay thế địa tâm hồng nham? Làm như vậy không được a. À? coi như tốc độ rút ra địa hỏa gia tăng, hỏa long tăng lớn, nhiệt độ cũng sẽ không tăng cường. Nhíu mày một cái, Nguyên Hồng nhịn không được mở miệng. Thân là luyện khí học viện phó viện trưởng, cho dù chưa từng nghe qua sự tình địa tâm hỏa thay thế, nhưng lấy nhãn lực của hắn cũng có thể nhìn ra điểm ấy. Trận pháp phụ trợ này là gia tăng tốc độ rút ra địa tâm hỏa, để càng nhiều năng lượng rót vào trong đó. Hỏa long là tăng lên, nhưng tăng mạnh chỉ là số lượng, mà không phải chất lượng thật giống như lửa than thiêu đốt, đốt một khối cùng đốt một tấn, số lượng khác biệt, lại không thể để nhiệt độ cộng vào. Yên tâm đi, nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền cũng không giải thích nhiều, lật tay một cái, lòng bàn tay lần nữa thêm ra một loạt trận kỳ. Dầm dầm, năm ngón tay như gió, lần nữa cắm vào mặt đất, rơi ở bên ngoài trận pháp lúc trước. Ông, rất nhanh, trận pháp này cũng bị kích hoạt. Hô hô hô, trận pháp vận chuyển, hỏa long cao mấy chục mét sắp đốt tới nóc phòng kia lập tức huệ hoài, lần nữa biến thành một hai mét. Mặc dù hình thể nhỏ đi, nhưng hỏa diễm càng thêm nóng bỏng, cách nhau cực xa, cũng có thể cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt. Đây là áp xúc hỏa long, để nhiệt độ của hỏa long cao hơn, uy lực càng mạnh. Thủ đoạn cao cường, nguyên hồng sướng sờ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trận pháp thứ nhất là gia tăng tốc độ rút ra địa tâm hỏa, mà cái này là mạnh mẽ áp xúc hỏa diễm. Trải qua áp súc, chiết xuất, hỏa diễm không có cao lớn như trước, nhưng càng thêm đáng sợ, nhiệt độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Xem như hắn, chỉ sợ cũng sẽ không chịu nổi. Hắn, sẽ không phải thật muốn dùng địa tâm hỏa thay thế địa tâm hồng nham chứ? Ra mặt hắn co giật. Mặc dù vừa rồi có suy đoán, nhưng không thể tin được, nhìn đến nơi này, cảm giác càng ngày càng hoài nghi. Liên tục bố trí hai trận pháp, làm nhiệt độ địa tâm hỏa càng ngày càng cao đã tiếp cận địa tâm hồng nham. Tiếp tục chơi xuống, có lẽ thật có thể để hắn chữa trị thông đạo. Chỉ là, địa tâm hỏa vốn không ổn, hiện tại lại rút ra, áp xúc Thật có thể khống chế sao? Một khi không khống chế nổi, đừng nói thông đạo ghi chép, chỉ sợ toàn bộ phân bộ cũng sẽ bị liên lụy. Không chỉ hắn cao mày, chung quanh rất nhiều danh sư cũng nhíu mày. Có thể trông coi ở trước mặt thông đạo ghi chép, nghĩ đến phá kỷ lục, làm sao có thể đơn giản, Trương Huyền liên tục bố trí hai trận pháp, cho dù kêu không ra tên, cũng có thể nhìn ra công hiệu cùng mục đích. Nhất là hỏa diễm bị áp xúc cách đó không xa, tản mát ra nhiệt lượng kinh người, coi là thực lực của bọn hắn không yếu, nhìn một hồi cũng cảm thấy tê cả ra đầu. Dường như linh hồn rơi vào trong đó, sẽ bị đốt thành cho bụi. Tốt, không để ý tới mọi người khiếp sợ, bố trí xong hai trận pháp, trong lòng Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cái này thoạt nhìn là hai trận pháp, nhưng thật ra là một, chỉ là phân ra tầng trong cùng tầng ngoài mà thôi. Tầng trong gia tăng uy lực địa hỏa, tầng ngoài áp xúc lực lượng, để nó càng thêm tinh thuần. Liên hợp lại, có thể để cho địa tâm hỏa nắm giữ hiệu quả của địa tâm hồng nham. Đây là mấy ngàn năm trước, một vị trận pháp sư lục tinh đỉnh phong vì thông đạo chuyên môn thiết kế, chỉ là hắn không cách nào khống chế vấn đề xung đột, chỉ tạo thành lý luận mà chưa hề thực tiến. Bắt đầu đi, biết bước đầu tiên chỉ là đơn giản nhất khó còn ở phía sau, Trương Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt tập trung, vận chuyển minh lý chi nhãn. Sau khi thiên nhận danh sư lần thứ ba, minh lý chi nhãn tấn cấp lần nữa, chỉ cần hắn không muốn hiển lộ, coi như danh sư lục tinh cũng không cách nào phát giác. Lúc này chung quanh đều là danh sư, hắn còn chưa đến ngũ tinh, tùy tiện sử dụng ra, tất nhiên sẽ kinh thế hãi tục, vẫn là khiêm tốn tốt hơn. Mặc dù che giấu, ngoại nhân nhìn không ra, nhưng hiệu quả không hề yếu, Nương theo vận chuyển càng lúc càng nhanh, cân bằng trước đó bị phá hủy, trận pháp không cách nào vận chuyển, xuất hiện ở trước mắt, cả đám trận kỳ giống như ánh sao, đứng sừng sững ở bốn phía Hỏa Long. Chương 1330, xong. 2. Chỉ cần kích hoạt cái này là đủ. Biết trận pháp này chỉ là tạm thời mất đi tác dụng, chỉ cần nghĩ biện pháp kích hoạt, Địa Hỏa Thông Đạo liền có thể hình thành lần nữa, tiến lên một bước, Trương Huyền đi tới chỗ cốt lõi kích hoạt trận pháp. Mở ra, Bàn chân đạp mạnh mặt đất, chân khí rót vào hạch tâm, trận kỳ ngừng vận chuyển nhẹ lay động, phát ra một trận phong minh, như sương mù trong chốc lát bao phủ hỏa long. Dầm dầm, trận pháp duy trì hỏa long, tiếp xúc cùng những sương mù này, lập tức xuất hiện thanh âm phòng ốc sụp đổ, hình như hai đại trận cũng không kiêm dung, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Nguy rồi, nguyên hồng nhíu mày, vẻ mặt trắng bệch. Trận pháp không thể dung hợp, trước kia hắn gặp được đã từng có một vị trận pháp sư lục tinh, bị tươi sống nổ chết, nếu như nổ tung ở đây, mọi người bị thương chỉ là việc nhỏ, toàn bộ học viện phân bộ, sợ rằng đều sẽ biến mất. Năm ngón tay mở ra, đang muốn ra tay chân áp, chỉ thấy thanh niên cách đó không xa chảo một cái, một viên nội đan linh thú thẳng tắp bay về phía hạch tâm sương mù. Hô! Nội đan tiếp xúc sương mù, trước đó lay động kịch liệt sinh ra trận pháp xung đột, lập tức giống như ăn đại bổ hoàn, vững chắc trở lại. Đây là điểm thăng bằng của hai trận pháp. Con mắt hắn trợn tròn. Có thể để cho trận pháp táo bạo mau dừng lại như thế, chỉ có một khả năng, đó chính là hắn tìm được điểm thăng bằng, đồng thời vững chắc. Đây là nội đan của Hóa Phàm Bát Trọng Hàn Tuyết Long Ngư, thiên tính âm hàn, dùng để trung hòa lực lượng hỏa diễm, quả thực là lựa chọn tuyệt hảo. Nhớ lại bộ dáng của nội đan vừa rồi, Nguyên Hồng không ngừng gật đầu. Đối phương không chỉ tìm được điểm thăng bằng của trận pháp Càng quan trọng hơn là, còn mượn phương pháp âm dương tương sinh, lợi dụng thiên tính âm hàn của nội đan, trung hòa lực lượng hỏa diễm, từ đó cắt đứt cục diện cô âm không sinh, cô dương không dài, để trận pháp hoàn toàn vững chắc. Một trận pháp tiếp lấy một trận pháp, một vòng tiếp một vòng, lợi hại. Dưới tình huống không có địa tâm hồng nham, lợi dụng địa tâm hỏa làm đến như vậy, không thể không nói, tên này thật có chút thực học. Khó trách dám nói có thể sửa chữa tốt, không nghĩ tới thật để hắn thành công chỉ cần thứ này cân bằng, bức tường thông đạo chỉ cần tìm chút thợ thủ công liền có thể chữa trị, không coi vào đâu. Nhìn trận pháp ổn định, Trương Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đó trong thư tịch thiếu hụt rất nhiều, còn tưởng rằng bố trí không được, không nghĩ tới hết thảy đều rất thuận lợi. May mắn không làm nhục mệnh. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền xoay người lại. Đây là Địa Hỏa Thông Đạo. Thật lộng lấy, nhiều hỏa diễm xoay nhanh như vậy, người có thể đi vào nhiệt độ thật nóng, la nham học trường, thật giữ vững được 3 phút sao. Ta chỉ sợ 10 giây cũng không kiên trì nổi, liền sẽ bị đốt thành cho bụi. ngẩng đầu nhìn lại, mọi người xôn xao. Rất nhiều danh sư chờ đợi ở đây, xông qua địa hỏa thông đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng không biết tình huống bên trong. Hiện tại, trương huyền chữa trị, bên ngoài không có bức tường che chắn, tình huống trong đó liếc mắt một cái là rõ mồn một, một, lập tức để vô số người khiếp sợ hỏa diễm xuyên qua, sóng nhiệt tập kích người. Địa hỏa thông đạo đáng sợ như thế, 17 phút trên ghi chép, đến cùng là kiên trì như thế nào. Mà người trước mắt, thật ở bên trong chờ đợi hơn một canh giờ. Vị trưởng lão này, ta đã khôi phục địa hỏa thông đạo, cái này. Sẽ không cần bồi thường chứ. Không để ý tới vẻ mặt của mọi người, Trương Huyền cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Hồng cách đó không xa. Nhìn bên ngoài là khôi phục, có điều, cụ thể có hiệu quả của địa hỏa thông đạo hay không, còn phải tự mình thí nghiệm mới có thể biết được. Nguyên Hồng khoát tay áo. Đối phương lợi dụng địa tâm hỏa làm động lực, thoạt nhìn cùng trước đó không có gì khác biệt, nhưng có hiệu quả hay không, còn phải tự thể nghiệm mới được. Vậy thì mời trưởng lão kiểm nghiệm. Trương Huyền mỉm cười. Ừm, um, ta từng vào lối đi này, trước vào xem. Nguyên Hồng nhẹ gật đầu. Hắn thân là luyện khí sư phó viện trưởng, từng chuyên môn duy trì quá lối đi này, biết tin tưởng hơn ai hết, muốn chân chính xác nhận phải chăng khôi phục, chỉ có thể tự mình đi vào. "Trưởng lão, mời." Trương Huyền mỉm cười, Nguyên Hồng cũng không trả lời, nhấc chân đi vào. Ông vừa tiến vào trong, hỏa diễm phiêu tán bốn phía lập tức tập trung về phía hắn, trong tích tắc, nhiệt lượng đột nhiên kéo lên, nhiệt độ gia tăng kịch liệt. "Ừm." Nhìn thấy cảnh tượng khi mình đi vào địa hỏa thông đạo có chút khác biệt, Trương Huyền nhướng mày, đột nhiên nhớ tới cái gì. Nhịn không được quay đầu nhìn về phía La Nham cách đó không xa. "Các ngươi, luyện khí sư công hội dùng trận pháp hấp thu địa tâm hỏa, là dùng tài liệu gì luyện chế thành?" "A, à, là dược thanh thạch phối hợp lô dương tinh, dung hợp kim cương thiết chế tạo thành." La Nham suy nghĩ một chút nói. "Dược thanh thạch, lô dương tinh." Con người Trường Huyền co rụt lại, con mắt trợn tròn, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác mặt đất lay động. Ầm ầm. Một tiếng nổ ầm ầm khí lãng khổng lồ bỗng nhiên vào tới, cả người lật lên bay ra ngoài. Ngay sau đó, nhìn thấy thông đạo ghi chép cách đó không xa trong nháy mắt đổ sụp, đại điện của luyện khí sư phân bộ sụp xuống. chương 1331, tìm viện trưởng 1. Dầm rầm, bụi bặm vung lên, bụi mù tung bay, trước đó những danh sư vây xem kia, đều bị lật tung, bay lượn về phía sau. Bành 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 bành, thanh âm rơi xuống và chạm liên tiếp. Hơn 10 danh sư đâm vào vách tường, cực kỳ chật vật. Vội vàng ổn định thân hình, nhìn về phía trước, khóe miệng Trương Huyền kìm lòng không được co giật. Chỉ thấy không chỉ Thông đạo ghi chép hoàn toàn sập hết, đại điện của luyện khí sư phân bộ cũng đổ sụp nửa bên, bụi mù lượn lờ, tràn đầy phế tích, hình như là bị đạn pháo bắn trúng. Trước kia, hắn chơi sập địa hỏa thông đạo, liền để cho người ta nổi điên, mà lần này, tuyệt đối có thể để cho nổi điên lại nhiều gấp bội. Thông đạo Cô số cơ quan, trận pháp, cùng nửa bên đại điện, đều hoàn toàn báo hỏng, coi như có thể chữa trị, luyện khí sư học viện cũng sẽ thành trò cười của toàn bộ danh sư học viện. Khiêu chiến cái ghi chép, có thể khiêu chiến đến toàn bộ phân bộ biến thành như vậy, đoán chừng không có người nào. Mặc dù rất nhiều danh sư, thực lực không yếu, có chân khí hộ thể, không chút bị thương, nhưng một cái địa hỏa thông đạo liền giá trị 20 viên linh thạch thượng phẩm, trước mắt tổn thất lại bao lớn. Khóe miệng trương huyền co giật đầu choáng váng, cảm giác sắp khóc rồi. Hắn rèn luyện địa hỏa thay thế địa tâm hồng nham, trận pháp vững chắc, cân bằng, bản thân là không có bất cứ vấn đề gì. Dựa theo đạo lý, sẽ không khác gì trước kia, xuất hiện loại tình huống này, cũng không phải sai lầm, mà là dược thanh thạch, lô dương tinh mặc dù chân quý, nhưng không chịu nổi nhiệt độ cao. Nhiệt độ địa tâm hồng nham bình thường còn có thể chịu đựng được, một khi tu vi đến thánh giả tiến vào, trận pháp gia tốc vận chuyển, nhiệt độ cao hơn, liền sẽ hòa tan. Thật giống như ô tô siêu trọng kiếp trước. Dựa theo bình thường chuyên chở vận chuyển, coi như hỏng, tuổi thọ cũng sẽ kéo dài, nhưng trở quá nhiều, liền phải cung cấp động lực vượt qua phụ tải, như vậy rất dễ dàng hư hại. Nếu như trận bàn rút ra địa tâm hỏa, tài liệu càng tốt hơn một chút, coi như nhiệt độ cao cũng không có việc gì, mà bây giờ, vừa bắt đầu hòa tan, thật vất vả vững chắc cân bằng, liền sẽ lần nữa mất đi, địa tâm hỏa cuồng bạo như thế, lại thêm năng lượng gia trì. Ngay sau đó liền xuất hiện cục diện trước mắt, sụp đổ. Nói cách khác, nếu như không phải Nguyên Hồng xông vào, đổi lại hắn, la nham bất luận kẻ nào đi qua, đều sẽ không xuất hiện cục diện này. Nói cách khác, thực lực tên này quá mạnh, cho mình trận bàn rút ra địa tâm hỏa lại quá yếu. Mới xuất hiện ngoài ý muốn. Đây là lúc trước hắn căn bản không dự liệu được. Không chỉ hắn, chỉ sợ vì tiền bối sáng chế loại phương pháp kia, cũng không nghĩ ra, trận pháp dườm già phức tạp như thế, lại dùng chất liệu thấp như vậy kém. Thật không thể trách ta. Trương Huyền nước mắt ảo ảo, khóe miệng co giật. Hắn nghĩ như vậy, người khác không nghĩ như vậy, đám người la nham lần nữa đứng dậy, nhìn phía tích trước mắt, cùng hắn cách đó không xa, tất cả đều mắt lộ hung quang, tựa hồ muốn hắn ăn. Đây chính là căn cơ của luyện khí sư học viện bọn họ, biến thành như vậy, về sau còn làm sao luyện khí. Ở trước mặt học viện khác, làm sao ngẩng đầu lên. Ngươi đến cùng xử lý cái gì? La Nham cắn chặt răng, hận không thể đánh chết ra hỏa kia, nhưng vẫn nhịn xuống, quay đầu bàn giao. Hai người các ngươi, nhìn xem tên này đừng để hắn chạy, những người khác theo ta tới cứu lão sư. Bây giờ không phải thời điểm thu thập ra hỏa kia, lão sư mới là trọng yếu nhất. Vâng, nghe được phân phó của hắn, hai danh sư đi tới trước mặt, hai bên trái phải chặn lại Trương Huyền, sợ hắn chạy trốn ngay sau đó những người khác vội vã chạy tới phía tích trước mặt. Nơi này nổ tung hết, cả thông đạo ghi chép biến thành như vậy, chơi sập công hội, nguyên phó viện trưởng bị nhốt ở giữa, đứng mũi chịu sao, khẳng định còn thảm hơn bọn hắn. Nhưng mọi người còn chưa tới trước mặt, liền nghe soạt một tiếng, trong bụi đất, một bóng người đi ra, chính là Nguyên Hồng. Thời khắc này nguyên phó viện trưởng, tóc bị cháy rụi một đám lớn, sắc mặt tái xanh, như là đáy nồi, hai mắt mang theo tức giận, dường như sắp muốn điên. Khụ khụ, mới từ trong bụi đất đi ra, liền không nhịn được ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không tự chủ được lắc lư, tựa hồ có chút đứng không vững. "Lão sư." Nguyên phó viện trưởng, mọi người xông tới, cả đám tràn đầy lo lắng. Vị trước mắt này chính là danh sư Lục Tinh đỉnh phong, cường giả thánh cảnh chân chính, thương thế phải nặng bao nhiêu mới có thể thành bộ dáng này? "Ta không sao." Nguyên Hồng khoát tay áo, mắt lộ ra hung quang. Tên kia đâu? Vừa rồi nếu không phải hắn dưới tình thế cấp bách, vận dụng toàn lực áp chế, đừng nói chỉ đổ sụp nửa cái công hội, chỉ sợ toàn bộ luyện khí sư học viện sẽ hơn nửa biến thành phế tích. Người không phải lời thề son sắt cam đoan không có việc gì sao? Không phải tràn đầy tự tin sao? Đây là cái tình huống gì? Ta làm sao lại ngốc như vậy, nghe lời ngươi nói. Càng nghĩ càng giận, lửa giận của Nguyên Hồng cuồn cuộn hận không thể trực tiếp bóp chết tên kia. Ở kia, la nham chỉ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh niên ở dưới hai vị danh sư, hộ tống, đi tới. Ngươi đến cùng là ai? Tới nơi này muốn làm gì? Nguyên Hồng nhịn không được gào thét. Hiện tại hắn cũng hoài nghi, tên này có phải học viện khác, đặc biệt tới làm loạn hay không? Nếu không, chỉ là khiêu chiến, làm sao sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy? Làm ra yêu thiêu thân lớn như thế? ta chỉ muốn khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh trương huyền cúi đầu ý nghĩ của hắn thật rất đơn giản tới kiểm tra luyện khí sư ngũ tinh ai ngờ không học phần không cho kiểm tra rơi vào đường cùng đành phải kiếm chút học phần vốn cho rằng cực kỳ dễ dàng ai có thể nghĩ tới cái này tốt rồi học phần không kiếm được còn biến thành như vậy kiểm tra luyện khí sư ngũ tinh người đây là muốn khảo hạch sao người là cố ý tới phá học viện chúng ta a à? Nguyên Hồng nghiến răng nghiến lợi nói. Người khác tới khảo hạch, chúng ta kiếm học phần, kiếm tiền, người tới. Là con mẹ nó muốn giết ta a à? chương 1332, tìm viện trưởng 2. Nếu không phải tu vi cao một chút, tốc độ phản ứng nhanh, chỉ sợ hiện tại đã chết ở bên trong. Người gặp qua nhà ai khảo hạch, công hội chơi thành như vậy. Ta, thật không phải cố ý, như vậy đi, ta nguyện ý bồi thường. Trương Huyền hơi đỏ mặt, biến thành như vậy, dù không phải bản ý của hắn, nhưng cũng có trách nhiệm cực lớn, kế trước mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ bồi thường. Bồi thường, ngươi lấy cái gì đền, ngươi bồi thường nổi sao? Nguyên Hồng giận quá mà cười. Thông đạo ghi chép, kiến trúc cao lớn, hội tụ tâm huyết của không biết bao nhiêu tiền bối, người một câu bồi thường liền xong. Người ngay cả 10 viên linh thạch thượng phẩm cũng không có, bồi thường nổi sao. Bán người đi cũng không đáng. Người liền nói, Cần bồi thường bao nhiêu linh thạch, ta sẽ cố gắng kiếm tiền, nghĩ biện pháp bồi thường cho ngươi. Trương Huyền cắn răng. Dù về sau đi làm công, để Dương Sư ra xem bệnh, chỉ điểm cho người ta cũng không thể thiếu nợ. Cho dù chuyện này không phải do hắn, nhưng xuất hiện loại tình huống trước mắt này cũng có liên quan rất lớn, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Kiếm tiền. Nguyên Hồng cười nhạo. Ngươi nghĩ thật hay a à hát. Chỉ bằng ngươi một danh sư tứ tinh, kiếm tiền cả đời, có thể bồi thường nổi không? Người biết lần này đến cùng tổn thất bao nhiêu không? Ánh mắt như điện, Nguyên Hồng nhìn qua. Thông đạo tổng cộng 37 hạng ghi chép, 37 cơ quan, mỗi một chỗ, đều có tâm huyết của vô số tiền bối, còn có vô số bảo vật, khoáng thạch chân quý, căn bản không phải tiền có thể mua được. Lại thêm nửa cái công hội phân bộ, toàn bộ cộng lại, 3.000 linh thạch thượng phẩm cũng không đủ, người vậy mà nói với ta bồi thường. Ta liền hỏi ngươi làm sao kiếm tiền, thường thế nào. Luyện khí sư, chức nghiệp do vô số tài bảo mới có thể tích tụ, nơi này mỗi một chỗ, không biết tiêu hao bao nhiêu vật phẩm chân quý. Hiện tại biến thành như vậy, nhờ vào kiếm tiền đến đền. Đừng nói ngươi, coi như danh sư thất tình cũng rất khó làm được. Hơn 3.000 linh thạch thượng phẩm. Thân thể trương huyền nhoáng một cái. Hắn tổng cộng chỉ có một viên linh thạch thượng phẩm, toàn bộ thân gia cộng lại, cũng sẽ không vượt qua 10 viên, căn bản không có khả năng cầm ra được. Coi như ngụy Trang Dương Sư ra ngoài kiếm tiền, trong thời gian ngắn khẳng định cũng kiếm không được nhiều như vậy. Nơi này có cơ quan gì? Nếu không, ta giúp người chữa trị được không? Vẻ mặt Trương Huyền cầu xin, nhịn không được nói. Đền khẳng định là không đền nổi, nếu như có thể chữa trị, để chúng khôi phục như lúc ban đầu, khẳng định tốt nhất rồi. Ngươi, không nghe lời này còn tốt, nghe nói như thế, Nguyên Hồng suýt chút nữa bị tức chết vừa rồi tên này lời thề son sắt, có thể chữa trị, kết quả. Từ chỉ sập một cái địa hỏa thông đạo, biến thành nửa cái phân bộ đều sập. Bởi vì ngươi chữa trị, tổn thất từ 10 viên linh thạch thượng phẩm, biến thành 3 ngàn, tăng lên tròn 300 lần, vốn cho rằng đã rõ ràng tình cảnh, thế mà không biết tốt xấu, còn ở đó ăn nói lung tung. Chữa trị, sửa em gái ngươi a -Hát. Lại để cho ngươi chữa trị nữa, ta sợ không chỉ phân bộ này, toàn bộ luyện khí học viện, thậm chí danh sư học viện cũng sẽ bị ngươi làm tàn phế, bị ngươi tươi sống đùa chơi chết. Lại nói, những thông đạo này không phải luyện khí sư đơn độc có thể hoàn thành, còn cần vô số thiên công sư phối hợp, coi như ngươi tinh thông luyện khí lại như thế nào. Không có thiên công kỹ xảo, cũng là nói nhảm. Nếu như cần thiên công kỹ xảo, ta có thể trước tiên đi khảo hạch thiên công sư. Dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Trương Huyền vội vàng nói, Nguyên Hồng lần nữa nhoáng một cái. Càng nói người càng khoác lác phải không? Trước tiên khảo hạch thiên công sư, người cho rằng nghề nghiệp này là cải trắng ha. Nói kiểm tra liền kiểm tra. Tiểu tử này, nhìn kỹ hắn cho ta. Nguyên Hồng tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cảm giác nói tiếp với đối phương, sợ rằng sẽ tươi sống tức chết, khoát tay chặn lại bàn giao. Vâng, đám người la nham vội vàng gật đầu, nhìn hắn chằm chằm. Hiện tại ta đi tìm viện trưởng, xem hắn giải quyết chuyện này như thế nào ở trong lúc này ngàn vạn lần không thể để cho hắn chạy nguyên hồng nói hiện tại cục diện này đã vượt ra khỏi phạm vi hắn xử lý nhất định phải đăng báo đến lúc đó tên này đến cùng là giết hay róc thịt hay xử lý như thế nào liền để viện trưởng đau đầu đi vâng mọi người lên tiếng nguyên phó viện trưởng viện trưởng bảo ta tìm ngươi lệnh ngươi mau chóng đến văn phòng của hắn giao phó xong đang định đi tìm viện trưởng, chỉ thấy một danh sư vội vã đi tới. Đi văn phòng của hắn, lúc này tìm ta làm gì? Nguyên Hồng sướng sờ. Chẳng lẽ, hắn đã biết chuyện nơi đây? Mặc dù nơi này huyên náo động tĩnh rất lớn, nhưng luyện khí sư học viện rất bao la, phòng làm việc của viện trưởng cách nơi này cực xa, nên còn không nhận được tin tức, sao sẽ sớm đến tìm hắn? Trường 1333, Thiết Y Kim Giáp 1 không biết viện trưởng tìm hắn có chuyện gì, nhưng đã có lời mời, liền không dám chỉ hoãn, lần nữa bàn giao đám người la nham coi chừng ra hỏa kia, đừng để hắn chạy trốn, lúc này mới theo danh sư này, vội vã đi phòng làm việc của viện trưởng. Luyện khí học viện chiếm diện tích không dưới mấy vạn mẫu, trong đó chia làm khu luyện khí, khu làm việc, khu học tập cùng địa phương chuyên môn khảo hạch đẳng cấp. Phân bộ luyện khí sư công hội ở danh sư học viện, chính là ở địa phương khảo hạch đẳng cấp, cách khu làm việc rất xa thân là cường giả thánh cảnh, tốc độ cực nhanh, không lâu sau, liền đến văn phòng của viện trưởng, đẩy cửa đi vào. Đi vào phòng, chỉ thấy viện trưởng cùng ba vị phó viện trưởng khác ngồi ở trong đó, tựa hồ thương nghị sự tình gì. Luyện khí học viện viện trưởng Triệu Bính Tuất, một trong thập đại danh sư. Địa vị ở toàn bộ danh sư học viện, gần với đan viện viện trưởng, thân phận cực cao. Ngồi ngay ngắn trong phòng, tự mang một cỗ khí độ cùng uy nghiêm. Lúc này viện trưởng nhíu mày, thần sắc ba vị phó viện trưởng khác cũng nghiêm túc. Viện trưởng, người tìm ta. Tiến về phía trước một bước, Nguyên Hồng tràn đầy nghi ngờ ngồi ở trên vị trí của mình. Người tới thật đúng lúc, tìm ngươi qua đây, là có một việc muốn thương nghị. Thấy hắn tới, viện trưởng gật gật đầu, bàn tay bắn ra. Xoạt, trận pháp trong phòng khởi động, ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới. Coi như người bên ngoài muốn thăm dò, cũng không cách nào thăm dò được. Đương nhiên, Trước khi trận pháp không phá giải, tin tức phía ngoài cũng không cách nào truyền vào, không ảnh hưởng tới mọi người. Thấy viện trưởng khởi động cả trận pháp, nguyên hồng kỳ quái. Người đã đến đông đủ, ta liền nói một chút. Triệu Bính tuất viện trưởng nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua. Vừa rồi Mi viện trưởng cùng Mạc Đường chủ khẩn cấp triệu tập chúng ta qua, nói một đại sự. Thần sắc nguyên hồng cứng lại. Có thể để cho Mạc Đường chủ cùng Mi viện trưởng tự mình triệu tập, khẳng định không đơn giản chẳng lẽ lão viện trưởng có tin tức? Một vị phó viện trưởng nhịn không được nói. Đối với danh sư học viện hiện nay, đại sự nhất chính là lão viện trưởng mất tích, mọi người như rắn mất đầu. Nếu có được tin tức, vậy liền không thể tốt hơn. Không phải? Triệu Bính Tuất lắc đầu. Là, dị linh tộc xuất hiện. Dị linh tộc? Toàn thân Nguyên Hồng siết chặt. Thân là danh sư lục tinh đỉnh phong, tự nhiên biết dị linh tộc đại biểu ý nghĩa sâu xa. Có thể để cho viện trưởng khởi động trận pháp ngăn cách quan sát, sợ rằng không chỉ xuất hiện đơn giản như vậy. Ừm, Tử Dương Thánh thú tiền bối mất tích, không rõ sống chết, không biết là bị bắt đi, đã đã giết. Cũng không thừa nước đục thả câu, Triệu Bính tuất chậm rãi nói. Bốn vị này là luyện khí học viện phó viện trưởng, cũng là trụ cột vững vàng của nhân tộc, đáng giá tin tưởng, tiết lộ tin tức cho bọn họ cũng không có gì. Thánh thú tiền bối mất tích. Đám người Nguyên Hồng đều chấn động. Con mắt trợn tròn. Đổi lại chuyện khác còn có thể tiếp nhận, nhưng việc này thực sự quá lớn. Đã lớn đến tình trạng để cho người ta khó tin được. Tử Dương Thánh thú là thú sủng của lão viện trưởng, thực lực sớm đã đạt tới thánh giả nhất trọng đỉnh phong, so với bọn hắn đều cường đại hơn, nó bị bắt, không rõ sống chết. Xuất hiện dị linh tộc nên lợi hại bao nhiêu? Đúng, thánh thú tiền bối ngay cả tin tức cũng không kịp truyền lại, liền mất đi tin tức. Ngay cả ta cũng chỉ biết là biến mất ở Lôi Viễn Phong, xem ra dị linh tộc còn không chỉ một cái, đã tới thánh giả, ít nhất nắm giữ hơn 10 vị, thậm chí còn có một cái thấp nhất đạt tới thánh giả nhị trọng. Triệu Bính Tuất nói, mở xong thập đại trưởng lão hội nghị, hắn lại tới, sợ chậm trễ thời gian, bỏ qua thời cơ cứu người tốt nhất. Hơn 10 thánh giả dị linh tộc, thấp nhất đạt tới thánh giả nhị trọng. Mọi người run lên, nếu thật là loại thực lực này, cũng không phải bọn họ có thể khống chế. Chuyện này, có thể báo cáo hay không? Nguyên Hồng nhịn không được mở miệng. Nhiều dị linh tộc đồng thời xuất hiện như vậy, coi như danh sư học viện mạnh mẽ, chỉ sợ cũng xử lý không được, chỉ có thể báo cáo phân bộ cao hơn, để tổng bộ phái danh sư cường đại hơn xử lý. Một sư ở tổng bộ đã đến học viện, chuyện này cũng đã báo cáo, ý tứ của hắn rất đơn giản, để chính chúng ta xử lý, ai có thể cứu được thánh thú tiền bối, người đó liền làm viện trưởng. Triệu Bính Tuất nói làm viện trưởng. Chúng nhân ánh mắt sáng lên. Nếu như vị trước mắt có thể lên làm học viện viện trưởng, địa vị của luyện khí học viện bọn họ sẽ gia tăng thật lớn, vượt qua đan viện ở trong tầm tay. Ừm, tìm các người tới nói đúng là chuyện này, mau chóng dò xét, luyện khí học viện chúng ta cần phải đuổi ở trước học viện khác tìm được. Gật gật đầu, Triệu Bính Tuất nói ra ý tứ của mình. Được, viện trưởng yên tâm, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực. Đám người Nguyên Hồng đồng thời gật đầu. Cái này không riêng gì sự tình một người viện trưởng, còn liên lụy đến toàn bộ danh sư học viện, toàn bộ nhân tộc, coi như không có điều kiện làm viện trưởng, cũng không cho cực Việt. Ừm, vậy thì tốt, các vị đều đi chuẩn bị đi. Triệu Bính tuất nhẹ gật đầu. Viện trưởng, ta còn có chuyện phải bẩm báo. Thấy viện trưởng vẫy tay, một phó viện trưởng vội vàng đứng lên nói. Ta cũng có. Nguyên Hồng cũng không chậm trễ, vội mở miệng đều có việc, hùng viện trưởng ngươi nói trước đi. chương 1334, Thiết Y Kim Giáp 2 Thấy hai phó viện trưởng đồng thời có việc, Triệu Bính Tuất nghi ngờ nhìn lại. Hùng viện trưởng Hùng Bính, quản lý khu dạy học luyện khí học viện, cùng học sinh tiếp xúc chặt chẽ nhất. Được, Hùng Bính nhẹ gật đầu. Là như vậy, đoạn thời gian trước, một học viên xin thí luyện, nói phát hiện di tích ngô dương tử tiền bối lưu lại. Loại sự tình này, chư vị cũng đều biết, Thường xuyên phát sinh, ta cũng không coi là gì, tùy tiện cho điểm học phần để bọn hắn đi. Ngô Dương tử thuộc Phạm Vi Hồng Viễn Đế quốc, luyện khí sư lợi hại nhất trên vạn năm trước, danh khí cực lớn, là thần tượng của không ít học viên, hàng năm đều có không ít học viên xin thí luyện tương quan với hắn, nhưng đều là tin đồn, không công lui về mà thôi. Chẳng lẽ, lần này là thật? Thấy hắn nâng chuyện này, Nguyên Hồng nhịn không được nói, hô hấp có chút gấp rút. Nếu như là thật khẳng định sẽ oanh động toàn bộ luyện khí học viện. Không nói cái khác, chỉ nói danh khí của Ngô Dương Tử, liền có thể để vô số luyện khí sư điên cuồng. Là thật hay giả, hiện tại ta còn không cách nào phán đoán, có điều, hoàn thành thí luyện chính là. Lục công chúa, Hùng Bính nói. Lục công chúa, ngươi nói chính là, Ngọc Phi Nhi công chúa. Triệu Bính tuất nhìn qua, có thể gọi Lục công chúa, cũng chỉ có vị này. Mặc dù không có thực lực, lại là huyết thống của hoàng thất coi như hắn là thập đại danh sư cũng sớm có nghe thấy chính là người này không chỉ có nàng còn có lạc thất thất năm thứ hai hình ra hình viễn hùng bính nói tiếp lạc thất thất ta nghe qua là thiên tài luyện khí năm thứ hai nổi danh nếu bồi dưỡng tốt về sau thành tựu vô hạn còn hình viễn là vãn bối của hình lão đầu triệu bính tuất nói đúng vậy hùng bính nhẹ gật đầu mấy người bọn hắn đều không tệ lắm làm việc tương đối tin cậy, làm sao cũng bắt đầu tìm kiếm di tích của Ngô Dương Tử tiền bối. Nguyên Hồng kỳ quái, hàng năm đều có người đi tìm Ngô Dương Tử, kết quả đều là tin tức giả, mấy người này đều có thân phận và địa vị không kém, làm sao cũng giống như những người khác. Đáng tin cậy hay không ta không biết, chỉ biết hôm nay bọn họ tới tìm ta, nói không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, còn mang về di thể của Ngô Dương Tử tiền bối. Chuyện này liên quan to lớn, ta không dám kết luận hy vọng có thể cùng mấy vị viện trưởng giám định. Vẻ mặt hùng bính nghiêm túc. Giám định, tốt, bọn họ đâu? Nghe được lại mang đến di thể, mọi người sững sờ, triệu bính tuất nhịn không được mở miệng. Những người khác đi tìm di tích của ngô dương tử, cơ bản không công mà lui, mấy người này lại còn nói tìm được di thể. Nếu là thật, liền xem như hắn cũng sẽ chấn động. Mặc dù hắn là luyện khí sư lục tinh đỉnh phong, nhưng so với ngô dương tử còn kém xa tiết tác đang đợi ở bên ngoài, ta sẽ để bọn hắn vào. Hùng Bính nói. Được. Triệu Bính Tuất gật đầu. Hùng Bính lui ra ngoài. Một lát sau, mang theo ba người đi đến. Chính là Hình Viễn, Lạc Thất Thất cùng Ngọc Phi Nhi. Mặc dù đám người Hình Viễn, Diệp Tiền rất sớm đã từ Huyễn Vũ Đế quốc trở về, nhưng linh thú phi hành của bọn hắn kém xa Tử Dực Thiên Hùng thú, lại thêm dọc đường làm trễ nải chút thời gian, mặc dù đám người Ngọc Phi Nhi tới sau, cũng thành tới trước đợi tất cả mọi người đến đông đủ đến đây bẩm báo đã là chuyện ngày hôm nay hình viễn là thất thất ngọc phi nhi bái kiến chư vị viện trưởng mấy người ôm quyền không cần đa lễ triệu bính tuất vuốt râu nhìn qua các ngươi nói tìm được di thể của ngô dương tử tiền bối có việc này không mấy người chúng ta chính là vì việc này mà đến hình viễn nhẹ gật đầu mời chư vị viện trưởng minh giám nói xong cổ tay khẽ đảo một thi thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là thi thể tìm được ở trong cung điện dưới đất kia. Cái này, nhìn thấy thi thể này, hồng đám người triệu bính thuất cùng nguyên liếc nhìn nhau, con người đều kìm lòng không được co lại. Mặc dù mô dương tử tiền bối bị dị linh tộc bắt đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, nhưng có lưu lại chân dung, mấy người cũng từng gặp, thi thể trước mắt này có chút khô gầy, nhưng cùng chân dung không khác chút nào, giống nhau như đúc. Nói cách khác, người này 89 phần 10 chính là Ngô Dương Tử tiền bối. Chẳng lẽ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ vô số người không thể hoàn thành? Ngô Dương Tử tiền bối từng vì mình luyện chế một bộ thiết y kim giá, khác biệt vũ khí hộ thể khác, có thể giấu ở dưới làn da, nếu như có thứ này, đã nói lên đây quả thật là hắn. Đứng dậy, ánh mắt triệu bính tuất ngưng trọng nhìn qua. Thiết y kim giáp, đám người nguyên hồng sướng sờ. Chuyện này, xem như bọn họ cũng chưa từng nghe qua không sai. Triệu Bính Tuất nhẹ gật đầu, đi tới trước mặt thi thể, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kiếm khí thẳng tắp đâm xuống. Tê lạp, làn da nứt ra một lỗ hổng, lập tức lộ ra đồ vật bên trong, tựa như kim thiết, ánh sáng lóng lánh. Quả nhiên là thiết y kim giáp, đây quả thật là di thể của ngô dương tử tiền bối. Nhìn thấy bộ dáng dưới làn da, Triệu Bính Tuất siết chặt nắm đấm, hô hấp nhịn không được gấp rút. Thi thể có thể làm giả, nhưng thiết hy kim giáp tuyệt đối không cách nào giả, bởi vì phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, coi như hắn cũng không biết phương pháp. Thi thể trước mắt này mặc, liền chỉ có một khả năng, đây chính là thi thể của Ngô Dương Tử. Không thể giả được, chương 1335, hắn gọi trương huyền một Thật sự, quá tốt rồi. Nghe được viện trưởng xác nhận, đám người nguyên hồng kích động đến sắc mặt thấu đỏ. Ba chữ Ngô Dương Tử này, ở hồng viễn đế quốc đại biểu cho cái gì, bọn họ thân là luyện khí sư lục tinh đỉnh phong, biết đến rất rõ ràng. Lúc trước vị tiền bối này mất tích, không có tin tức, dẫn tới toàn bộ luyện khí sư công hội dung chuyển, vô số người che giả mang mọc tìm kiếm tung tích, kết quả đều không công mà lui, không tìm được dấu vết để lại, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại bị mấy học sinh tìm được. Có thể đoán được, một khi công bố thi thể này cho người khác, khẳng định sẽ khiến oanh động cực lớn, đối với toàn bộ luyện khí học viện của bọn hắn sẽ có sung kích to lớn các ngươi làm rất khá ta sẽ hướng học viện xin học phần cho các ngươi ban thưởng xứng đáng nhìn về phía mọi người triệu bính tuyết càng xem càng hài lòng lúc hắn còn trẻ cũng nghĩ qua tìm kiếm di tích của ngô dương từ tiền bối kết quả không công mà lui hiện tại xem ra mấy người này còn ưu tú hơn hắn năm đó đa tạ viện trưởng đám người hình viên ôm quyền trước đó xin nhiệm vụ Hùng Bính viện trưởng cho rằng khó có thể thành công, đặt ban thưởng cũng không cao, hiện tại không chỉ tìm được di tích, ngay cả di thể của Ngô Dương Tử tiền bối cũng tìm được, ban thưởng tự nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Tìm được di thể của tiền bối, như vậy truyền thừa của hắn. Một vị phó viện trưởng nhịn không được nói. Năm đó, vị tiền bối này đột nhiên mất tích, truyền thừa cũng không lưu lại, lúc này mới dẫn tới hậu thế vô số thiên tài vì đó che giả mang mọc. Mấy người này tìm được di thể, như vậy truyền thừa có thể cũng đến hay không? Mặc dù lấy thực lực của bọn họ bây giờ, truyền thừa này không có chút tác dụng, lấy thân phận cũng không cách nào làm ra sự tình cướp đoạt, nhưng nếu như có thể được, tuyệt đối sẽ để cho vô số luyện khí sư thực lực tăng tiến một bước, đối với toàn bộ luyện khí học viện cũng có tăng lên cực lớn. Bẩm báo viện trưởng, truyền thừa là tìm được, ta cũng được Ngô Dương tử tiền bối thu làm thân truyền, có điều, thứ này có nộp lên học viện hay không, cũng không phải là ta một người có thể làm chủ lần này nói chuyện không phải hình viễn mà là lạc thất thất tìm được cũng không phải một mình ngươi có thể làm chủ cũng đúng truyền thừa là tâm huyết của các ngươi tự nhiên phải thương nghị ổn thỏa lại nói yên tâm đi thật không muốn công khai ta có thể cam đoan không có người biết làm khó dễ các ngươi danh sư đường có quy củ của danh sư đường các ngươi thân là danh sư chỉ cần xin bảo hộ tri thức liền tuyệt đối không có người bởi vì thứ này mà cố ý làm danh sư đường tức giận nghe được nàng thực sự được truyền thừa mọi người kinh ngạc lập tức gật đầu mặc dù danh sư thụ nghiệp giải thích nghi hoặc nhưng có sư đạo truyền thừa có tư tâm không có khả năng cái gì cũng truyền nguyên nhân chính là như thế mới có thân truyền cùng dự thính dự thính chỉ có thể nhận được truyền thừa nông cạn mà pháp quyết tu luyện hạch tâm cơ bản đều sẽ truyền cho thân truyền cho nên địa vị của thân truyền mới có thể cao hơn dự thính tự động thăng làm sư huynh Ngô Dương tử truyền thừa đã bị đối phương nhận được, lại nhận là thân truyền, đối phương nguyện ý truyền ra ngoài, là tình nghĩa, không nguyện ý, cũng không ai dám nói cái gì. Danh sư đường, có loại quy củ này, cũng có loại độ lượng này, nếu không, lại có tư cách gì chỉ điểm thiên hạ. Cũng không phải tâm huyết của chúng ta, mà là một người, chỉ cần hắn đồng ý, thất thất nói ra truyền thừa cũng không tính là gì. Một bên Ngọc Phi nhi thấy mọi người có chút hiểu lầm, nhịn không được giải thích một người. Đám người triệu bính tuất cùng Nguyên Hồng tràn đầy kỳ quái. Không sai, là người này cứu tất cả chúng ta, đồng thời giúp ta thu được truyền thừa, nếu như không phải hắn, chúng ta khẳng định đều đã chết. Ánh mắt của Lạc Thất thất lộ ra cảm kích. Vừa rồi viện trưởng đáp ứng, sẽ ban thưởng cho chúng ta, chúng ta cái gì cũng có thể không cần, nhưng chúng ta hy vọng, người này không thể không ban thưởng. Hình viễn không nhịn được nói. Mặc dù hắn đối với chuyện Ngọc Phi Nhi công chúa và gia hỏa kia dây dưa không rõ có chút tức giận, nhưng ân cứu mạng không thể không báo. Thấy ngữ khí của hai người chân tâm thật ý, không có nửa phần giả tạo, Triệu Bính tuất nhịn không được nhìn qua, nhướng mày. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trong di tích này có nguy hiểm? Năm đó Ngô Dương tử tiền bối mất tích, không có một chút tin tức truyền đi, coi như bọn họ thân cư địa vị cao, cũng chỉ mơ hồ suy đoán, có thể là dị linh tộc hạ thủ. Còn chân thực có phải hay không, ai cũng không biết. Xem như thật, đã nhiều năm như vậy, làm sao còn sẽ có nguy hiểm. Nào chỉ nguy hiểm, Ngô Dương Tử tiền bối là bị dị linh tộc bắt đi, đây là hắn tự tay viết thư lưu lại. Lạc Thất Thất gật đầu, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một quyển sách đưa tới. Đúng là lúc trước ở trong địa cung lấy được quyển tự thuật của Ngô Dương Tử. Bên trong ghi chép cặn kẽ sự tình hắn bị bắt qua, cùng ở trong địa cung đấu với dị linh tộc. Cái này, triệu bính tuất tiếp nhận, rất nhanh lật một lần, con người kìm lòng không được co lại. Khôi lỗi dị nhân tộc, chẳng lẽ các ngươi ở trong địa cung gặp được cái này? Vâng, chúng ta bị nhốt, là hắn liều mình cứu chúng ta, thậm chí vì diệt đi những khôi lỗi này, không tiếc phá hủy toàn bộ địa cung, rơi vào trong đó. Lạc thất thất giải thích, kỹ càng nói chuyện phát sinh hôm đó một lần. chương 1336, hắn gọi Trương Huyền 2 nên nói vì cứu nàng người kia một mình đối kháng khôi lỗi dị linh tộc mọi người trầm lặng đổi lại bọn họ nguy hiểm như thế muốn quên mình vì người đi cứu một người không tính quen thuộc khẳng định khó mà làm được nghe nói nhận được truyền thừa người kia nhìn cũng không nhìn liền đưa cho nàng mọi người âm thầm bội phục thân là luyện khí sư không động tâm với luyện khí sư ngô dương tử truyền thừa chút nào thậm chí để người khác trở thành thân truyền loại phẩm chất này coi như bọn họ cũng theo không kịp nghe tới vì cứu đám người Ngọc Phi Nhi, một mình đối kháng rất nhiều khôi lỗi dị linh tộc, không tiếc sinh tử, năm vị viện trưởng đều há to miệng, không biết trả lời như thế nào. Một khi những khôi lỗi dị linh tộc kia chạy ra địa cung, đối với huyến vũ đế quốc, thậm chí hồng viễn đế quốc, đều có đả kích chí mạng, sẽ có vô số nhân loại rơi vào nguy nan. Hắn làm như vậy là vì cứu tất cả mọi người. Đúng vậy, một mình thu hút những khôi lỗi dị linh tộc này, đồng thời làm sập địa cung, mặc dù mình có khả năng không sống được nhưng lại cản trở những khôi lỗi dị linh tộc này quên mình vì người đây mới thật sự là danh sư qua nửa ngày đám người triệu bính tuất nguyên hồng nhịn không được mở miệng tất cả đều lộ ra bội phục vì nhân tộc dù biết rõ hẳn phải chết cũng không chút do dự đây mới thật sự là danh sư cái này để bọn họ nghĩ tới khổng sư năm đó khổng sư chính là vì nhân tộc mới sáng lập chức nghiệp danh sư trải qua hơn vạn năm diễn biến dị linh tộc biến mất mặc dù còn có thể duy trì sơ tâm không thay đổi nhưng loại danh sư vì nhân tộc ném đầu lâu tung nhiệt huyết thậm chí không tiếc sinh mệnh này đã càng ngày càng ít thậm chí không tìm được không nghĩ tới thế mà chính tai nghe được một cái để cho người ta làm sao không bội phục đúng vậy hắn là danh sư chân chính hình viễn cũng nhẹ gật đầu truyền thừa này là hắn giúp ta lấy được nếu như hắn đồng ý ta sẽ không chút do dự giao cho chư vị viện trưởng xử lý. Lạc thất thất nói, Ngô Dương Tử truyền thừa, có tâm huyết của Trương Sư, nếu như hắn đồng ý nộp lên, bản thân chắc chắn sẽ không do dự. Nếu như không đồng ý, coi như giết nàng, cũng đừng hòng nhận được một chút tin tức. Người các ngươi nói đại nghĩa như vậy, vì nhân tộc cam nguyện đánh đổi mạng sống, sợ rằng giao ra, cũng sẽ không nói nhiều một câu. Nguyên Hồng cảm khái một câu. Đúng vậy, khẳng định sẽ làm như thế, hắn là người như vậy. Trần chờ một chút, lạc thất thất không ngừng gật đầu. Vị lão sư luyện đan này của mình, mặc dù trẻ tuổi, nhưng xưa nay không để ý được mất, là danh sư chân chính, nếu quả thật đi hỏi thăm, khẳng định sẽ đồng ý nộp lên, không có chút do dự nào. Tốt, ta đồng ý nộp lên truyền thừa, có điều ta hy vọng học viện có thể ban thưởng hắn thật tốt. Nghĩ đến nơi này, lạc thất thất lại không trần chờ, cổ tay khẽ đảo, một quyển sách xuất hiện. Chính là phủ cầm luyện khí pháp nhận được ở địa cung, do mô dương tử sáng tạo, để vô số người điên cuồng. Cái này, tiếp nhận thư tịch, tùy tiện lật một chút, triệu bính tuất liền biết là thật, nhãn tình kích động đến ửng hồng. Quan điểm luyện khí ở trong này, để cho người ta cảm giác mới mẻ, có thể nói, một khi truyền đi, toàn bộ trình độ luyện khí của luyện khí học viện sẽ bạo tăng một mảng lớn. Xem như hắn, cũng có cơ hội đột phá lục tinh, xung kích cảnh giới cao hơn giải quyết nhiều khôi lối dị linh tộc như vậy đồng thời nguyện ý cống hiến truyền thừa ra công lao to lớn không gì sánh được như vậy đi hiện tại hắn ở đâu có còn sống hay không triệu bính tất nhịn không được nói lạc thất thất chỉ nói người kia vì cứu bọn họ tam tâm lưu tại địa cung cũng không đề cập sau cùng sống chết nếu như còn sống coi như luyện khí học viện bọn họ dốc hết toàn lực cũng phải báo đáp nếu chết tuyệt đối sẽ thiện đãi người nhà hắn, không thể rét lạnh trái tim danh sư có công. Còn sống, hắn đương nhiên còn sống. Không nghĩ tới muốn thay trương sư thỉnh công, lại bị hiểu lầm như thế, lạc thất thất vội nói. Hắn không chỉ còn sống, còn tham gia học viện khảo hạch, đoán chừng hiện tại đã trở thành một tên tân sinh của học viện. Kết quả trương huyền tham gia khảo hạch, cũng không có nói cho bọn hắn, coi như hiện tại, cũng không biết rõ tình hình có thông qua hay không nhưng dưới cái nhìn của nàng, lấy trình độ của trương sư, khảo thí nhập học mà thôi, khẳng định không vấn đề gì. Tân sinh, ngươi nói, người cứu các ngươi, là tân sinh của học viện. Triệu Bính Tuất xứng sờ, ngay cả mấy viện trưởng khác cũng ngẩn ngơ. Nghe được vị này, vì cứu người, không tiếc sinh mệnh, đại công vô tư, còn tưởng rằng ít nhất là danh sư ngô tinh, thậm chí cao hơn, nằm mơ cũng không nghĩ tới, năm nay mới khảo hạch, là tiểu gia hỏa mới vừa vào học. Vâng, Lạc thất thất gật đầu. Cái này, hắn tên gọi là gì? Ta sẽ phái người đi tìm, nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng phải lôi kéo đến luyện khí học viện chúng ta. Nguyên Hồng nhịn không được mở miệng. Không nói cái khác, chỉ riêng đưa ra phủ cầm luyện khí pháp, vị tân sinh này liền có thể thu hoạch được địa vị cực cao ở học viện, để vô số người kính nể, cam tâm tình nguyện xưng hô một tiếng sư huynh. Hắn là lão sư luyện đan của ta, tên Trương Huyền. Lạc thất thất tràn đầy tự hào. Trương Huyền, Nguyên Hồng sướng sờ, thân thể kìm lòng không được nhoáng một cái, con mắt trợn tròn. Người nói, Trương Huyền là người cao như vậy, thoạt nhìn 20 tuổi. Trương 1337, Công Thần 1 Nghe được Nguyên Phó Viện Trưởng đột nhiên nói như vậy, là thất thất trần chờ một chút, gật gật đầu. Lão sư xác thực chỉ có 20 tuổi, thoạt nhìn cũng có chút trắng. Trương sư tu luyện ngũ rượu kim thân, làn da như trẻ con, không tì vết chút nào, ngoại nhân thoạt nhìn thật có chút trắng nón Vừa tới học viện, lại gọi Trương Huyền, 20 tuổi. Nguyên Hồng phát điên, dường như gia hỏa bị hắn phái người coi chừng, có ý định bồi thường mình kia, cũng tên như vậy, hơn nữa hết thảy đều ăn khớp. Nguyên Phó Viện trưởng, làm sao vậy? Thấy vị Phó Viện trưởng này, sau khi hỏi xong bộ dạng như ăn con ruồi, Triệu Bính tuất nhịn không được nhìn lại, mang theo nghi hoặc. Chẳng lẽ người biết Trương Huyền Trương Sư? Ta, nguyên hồng không biết trả lời như thế nào lần nữa nhìn về phía lạc thất thất không dám tin tưởng hỏi ta nghe nói vị trương huyền trương sư này có sư thừa lai lịch lão sư của hắn hình như là một vị danh sư siêu việt lục tinh a à, dương huyền sư tổ cấp bậc cụ thể ta không biết có điều hẳn vượt qua lục tinh lạc thất thất gật đầu dương huyền nguyên hồng nhoáng một cái cái này không cần tiếp tục hỏi cũng có thể xác nhận tên kia từng giới thiệu nói là học sinh của Dương Huyền, tên của hai người tương đồng, tuổi tác cũng tương đương, đều là tân sinh. Nếu còn không thể xác nhận, thì không cần sống. Cái này gọi là chuyện gì? Tên kia vừa đến học viện, liền làm hỏng địa hỏa thông đạo, sau đó phá vỡ thông đạo ghi chép, làm toàn bộ danh sư học viện phân bộ vô cùng thê thảm, không cách nào gặp người. Vốn cho rằng là học viện khác cố ý phái tới quấy rối, nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có lai lịch như thế. Liều mình cứu người, Độc lập đối kháng dị linh tộc, cam tâm tình nguyện dâng ra truyền thừa của Ngô Dương Tử. Mỗi một dạng đều là công đức vô lượng, để cho người ta bội phục. Một gia hỏa cái gì cũng không hiểu, không biết tự lượng sức mình phá hoại, một cái là danh sư đại công vô tư, dám vì nhân loại hy sinh mạng sống. Làm sao có thể là cùng một người? Cái này, nhân cách cũng quá phân liệt đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thấy Nguyên Hồng không trả lời, ngược lại biểu lộ như sắp khóc triệu bính tuất lại nhịn không được tiếp tục hỏi bất kể nói thế nào đều là danh sư lục tinh đạt tới trình độ hỉ nộ không lộ làm sao còn bộ dáng này như cha mẹ chết vậy là thế này vừa rồi ta không phải nói có chuyện muốn bẩm báo ngài sao nghe được viện trưởng hỏi lúc này nguyên hồng mới phản ứng được vội vàng ôm quyền ừm triệu bính tuất gật đầu chuyện gì mới vừa rồi thời điểm hùng viện phó mở miệng quả thực cũng nói có việc muốn bẩm báo là thông đạo ghi chép đổ sụp, phân bộ đại điện sập một nửa. Nguyên Hồng hơi đỏ mặt. Hắn thân là luyện khí học viện phó viện trưởng, trưởng quản phân bộ đại điện, kết quả hang ổ bị người chơi sập một nửa, nói ra, đoán chừng sẽ bị mấy vị phó viện trưởng khác chết cười. Thông đạo ghi chép cùng phân bộ đại điện đều sập, chẳng lẽ dị linh tộc công tới? Triệu Bính Tuất nhướng mày. Vừa rồi bọn họ thương nghị, phòng bế giao lưu bên ngoài, chuyện này cũng không biết rõ tình hình nhưng những thông đạo kia cực kỳ chắc chắn sừng sững ngàn năm không ngã đột nhiên đổ sụp trừ khi những dị linh tộc kia xâm lấn nếu không làm sao có thể không phải dị linh tộc không nghĩ tới viện trưởng lại nghĩ đến điểm này nguyên hồng xấu hổ vội khoát khoát tay là có người tới khiêu chiến địa hỏa thông đạo hắn nói chuyện phát sinh trước kia một lần ngươi nói có người ở trong địa hỏa thông đạo hơn một canh giờ lúc đi ra thông đạo đổ sụp địa tâm hồng nham bị hấp thu sạch sẽ, biến thành phế phẩm. Hắn còn mượn nhờ địa tâm hỏa tạo thành một thông đạo mới, chỉ là ngươi đi vào. Nổ tung. Nghe xong hắn nói, biểu lộ của mấy phó viện trưởng khác giống như gặp quỷ nhìn qua. Ở trong địa hỏa thông đạo hơn một canh giờ, thậm chí còn có thể sử dụng địa tâm hỏa tạo ra một thông đạo mới. Thật hay giả? Đây thật là danh sư tứ tinh có thể làm được sao? Phải biết xem như bọn họ cũng làm không được. Đúng, Nguyên Hồng gật đầu. Người gây ra động tính lớn như vậy, cũng gọi, Trương Huyền, một tân sinh mới vừa thông qua khảo hạch. Cũng gọi Trương Huyền, chẳng lẽ là một người. Có thể từ trong tay khôi lỗi dị linh tộc cứu người, thuận tiện làm hư địa cung, dũng cảm túc trí, có lẽ, thật chỉ có nhân vật truyền kỳ như vậy, mới có loại bản lĩnh này. Mấy vị phó viện trưởng khác đều xứng sờ, nhịn không được nói. Nếu như trước đó nói cho bọn hắn, có người ở trong địa hỏa thông đạo một canh giờ, đồng thời làm toàn bộ luyện khí sư công hội huyên náo gà bay chó chạy, tuyệt đối không thể tin được. Mà bây giờ, nghe được truyền kỳ của trương sư, những sự tình kia đã không tính để cho người khiếp sợ, chỉ có thể nói tiểu đà tiểu nháo. chương 1338 Công Thần 2 Địa hỏa thông đạo, đo lường cường độ thân thể, càng cường đại, thời gian trụ càng dài, nếu trương sư kia thật là người bọn họ nói, nhận được ngô dương từ tiền bối truyền thừa, tu luyện qua ngũ diệu kim thân, có thể kiên trì một canh giờ, quả thực không phải việc khó. Triệu Bính Tuất nhẹ gật đầu. Nghe được trụ một canh giờ, hắn cũng không thể tin được, có điều, vừa nghĩ tới từng chiếm được ngô dương tử truyền thừa, tu luyện qua ngũ diệu kim thân, liền không nhịn được gật đầu. Bộ công pháp luyện thể này, mặc dù chưa tu luyện qua, cũng chưa từng thấy qua, nhưng tuyệt đối là pháp quyết luyện thể cao nhất trong toàn bộ phạm vi của Hồng Viễn Đế Quốc bằng không thì không có khả năng để Ngô Dương Tử đạt tới độ cao kia. Ta không biết, còn tưởng rằng là hắn cố ý, để hắn bồi thường. Nguyên Hồng hơi đỏ mặt. Nếu sớm biết hắn thật sự kiên trì lâu như vậy, không gian lật, sẽ không gào to bồi thường. Đã nói khiêu chiến, liền có đủ loại hao tổn, người ta kiên trì nổi, thông đạo không kiên trì nổi, là vấn đề chất lượng. Loại tình huống này, bắt đền người khiêu chiến, truyền đi cũng đủ mất mặt. Không bồi thường, chuyện về sau tự nhiên sẽ không phát sinh, càng không có cục diện khó xử như hiện tại. Xuất hiện loại tình huống này, không thể trách đối phương, chỉ có thể nói địa hỏa thông đạo vẫn có thiếu hụt rất lớn, gặp được cao thủ chân chính lại không được. Triệu Bính Tuất nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Nguyên Hồng nhẹ gật đầu. Hiện tại đã không phải chỉ là vấn đề địa hỏa thông đạo, toàn bộ thông đạo ghi chép cùng nửa phân bộ tổn thất, làm sao bây giờ? nếu như chỉ là địa hỏa thông đạo không kiên trì nổi phá hư ngược lại cũng thôi hiện tại là toàn bộ thông đạo ghi chép đều phế đi tổn thất chuyện này không tiến hành như vậy nữa triệu bính tuất dừng lại một chút vung vung tay không tiến hành nữa như vậy sao được nguyên hồng sướng sờ nhịn không được nhìn qua thật không tiến hành nữa chẳng khác nào toàn bộ luyện khí sư học viện mất không mấy ngàn linh thạch thượng phẩm coi như bọn họ tài đại khí thô cũng có chút không chịu đựng nổi tổn thất, cống hiến phủ cầm luyện khí pháp cho học viện cũng đã vượt xa mấy ngàn linh thạch thượng phẩm. Triệu Bính Tuất lắc đầu. Ngô Dương Tử truyền thừa, có thể để cho vô số luyện khí sư tăng nhiều lý giải với luyện khí, đối với luyện khí học viện cống hiến ở chỗ liên tục không ngừng, tuyệt không phải mấy ngàn linh thạch thượng phẩm có thể so sánh. Thậm chí, không chỉ mấy ngàn linh thạch, coi như hơn vạn, mấy vạn cũng không cách nào so sánh. Phủ cầm luyện khí pháp, luyện chế vũ khí giống như vuốt ve dây đàn, không chỉ cho người ta khả năng thưởng thức cái đẹp, càng có thể để cho luyện khí thành một loại nghệ thuật, để càng nhiều người trầm mê trong đó, không tự giác tấn thăng lý giải với luyện khí. Có thể đoán được, có bí tịch này, luyện khí học viện không dùng đến 10 năm liền sẽ vượt qua đan viện, trở thành đệ nhất viện danh xứng với thực. Loại cống hiến này, coi như viện trưởng như hắn cũng làm không được, sao là mấy ngàn linh thạch thượng phẩm có thể sánh ngang. Căn bản không phải cùng một khái niệm vì học viện làm ra cống hiến to lớn như vậy, còn muốn hỏi đối phương bồi thường lông gà vỏ tỏi, chẳng phải rét lạnh tâm thiên tài chân chính sao? Không sai, không chỉ không thể để hắn bồi thường, còn phải thưởng. Đúng vậy, loại thiên tài này nhất định phải ban thưởng, để hắn lưu lại luyện khí học viện mới được. Mấy phó viện trưởng khác không ngừng gật đầu. Danh sư có bao nhiêu chức nghiệp phụ trợ, loại thiên tài này nhất định phải lưu ở luyện khí học viện, để luyện khí trở thành phụ tu thứ nhất của hắn, một khi danh chấn thiên hạ học viện của bọn họ cũng vinh dự theo khóe miệng nguyên hồng co giật tên kia phế bỏ chọn cái phân bộ không bồi thường còn phải thưởng về sau phó viện trưởng như hắn nói còn có người nghe sao nhưng hắn biết viện trưởng nói là tình hình thực tế cống hiến phủ cầm luyện khí pháp công lao quá lớn đừng nói chỉ là một phân bộ luyện khí sư công hội coi như cả luyện khí học viện lật chồng vó lên trời chỉ cần không làm bị thương học sinh, cũng không tính là gì. Danh sư học viện, trọng yếu nhất chính là người, là rất nhiều danh sư, còn kiến trúc, bảo vật, coi như hủy đi, cũng có thể xây dựng lần nữa, chẳng có gì lạ. Đừng nói học viện, coi như danh sư đường cũng từng chịu đựng dị linh tộc đánh lén không biết bao nhiêu lần, đủ loại kiến trúc, cổ tịch phá hủy không biết bao nhiêu lần, nhưng danh sư hương hỏa không ngừng, vẫn nhân khí cường thịnh như cũ, là thánh địa vô số người hướng tới. Tốt, quyết định như vậy đi, đúng, ngươi không phải nói hắn định khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh sao. Để hắn đi thi, chỉ cần thông qua, liền nói ta nguyện ý thu hắn làm học sinh. Triệu Bính Tuất cười cười. Thiên tài như thế nếu như có thể thu làm học sinh, tuyệt đối là một đại mỹ sự. Vâng, Nguyên Hồng gật đầu. Còn các ngươi, cũng có công lao rất lớn, ta sẽ đi đan viện xin cho các ngươi mấy viên thuốc, cũng tự mình ra tay giúp các ngươi tẩy kinh phạt tùy An bài xong nguyên phó viện trưởng, Triệu Bính Tuất cười nhìn về phía đám người lạc thất thất. Tẩy kinh phạt tủy, đa tạ Triệu viện trưởng. Nghe nói như thế, đám người lạc thất thất, hình viễn đều kích động đến đỏ mặt. Thập đại trưởng lão Triệu Bính Tuất, tự mình tẩy kinh phạt tủy, một khi thành công, liền đại biểu bọn họ từ giờ trở đi, đến cấp bậc bán thánh, đều một đường thông suốt, lại không cần lo lắng. Tẩy kinh phạt tủy, tiêu hao rất nhiều, xem như cường giả thánh cảnh, cũng sẽ không dễ dàng đi làm, đối với bọn hắn như vậy, tuyệt đối là phần thưởng lớn nhất. Còn tốt hơn học phần nhiều. Tốt, Nguyên Hồng, người đi thay trương sư khảo hạch đi, đúng, nhất định phải có thái độ tốt, không nên để hắn cho rằng luyện khí học viện chúng ta có lỗi với người có công. Triệu Bính Tuất trịnh trọng bàn giao. Vâng, cúi đầu lui xuống, Nguyên Hồng đi ra phòng làm việc của viện trưởng, nhịn không được cười khổ. Thời điểm tới, hận không thể giết tiểu tử kia cho chó ăn, hơn nữa lời thề son sắt nói muốn bẩm báo viện trưởng xử lý. Kết quả, liền xuất hiện loại nghịch chuyển này. Chuyện này là sao? Suy nghĩ một chút cũng cảm khái không thôi. Audio điện tử võ tấn bền chương 1339, ta còn chưa phải là luyện khí sư một Đây là thế nào? Thấy không, thời điểm tiểu tử kia xông địa hỏa thông đạo gian lật, làm hỏng thông đạo không nói, còn cố ý dẫn địa hỏa tới, nổ nát cả thông đạo ghi chép. Tên này điên rồi, cảm thấy mạng dài sao? Ta cũng không biết, dù sao không liên quan tới chúng ta, vẫn là an tâm xem trò vui đi. Phân bộ đại điện đổ sụp, động tĩnh thực sự quá lớn, rất nhanh kinh động đến không ít người, trước phế tích đứng đầy danh sư, cả đám hỏi thăm khắp nơi, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Khi biết là một gia hỏa mới tới làm ra động tĩnh lớn như vậy, cả đám tràn đầy đồng tình muốn chết cũng không phải chết như vậy a à. nơi này chính là danh sư học viện không phải những địa phương nhỏ ở nông thôn kia biến thành như vậy hơn nữa để nguyên hồng viện phó tự mình bắt lấy không tiếc báo cáo viện trưởng có thể nói hoàn toàn xong coi như về sau cả đời ở đây làm công cũng bồi thường không nổi thành thật một chút cho ta lạnh lùng nhìn thanh niên trước mắt ánh mắt la nham như điện biết lão sư tức giận hắn phái ra tròn tám vị cao thủ vây tên này vào giữa nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt khẳng định đã sớm ra tay đánh một trận một tân sinh vừa tới không hào hảo ở khu ký túc xá lại chạy đến nơi đây làm loạn quả thực là muốn chết ta không có ý gì khác chỉ muốn đi qua nhìn một chút xem cơ quan khác trong thông đạo có thể chữa trị hay không thấy đối phương đề phòng giống như phòng trộm trương huyền nhịn không được nói xuất hiện loại tình huống này hắn cũng thấy có lỗi lần này tới thật sự chỉ muốn khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh, một chút cũng không nghĩ tới sẽ làm loạn, xuất hiện loại cục diện này, tuyệt đối là trước đó không nghĩ tới. Ai có thể nghĩ tới bảo vật chân quý như địa tâm hồng nham, lại không chịu nổi tu luyện như thế. Mới vừa để hồn thể đột phá 10 mét, liền sập. Càng không nghĩ tới, đường đường luyện khí sư công hội dùng trận bàn tiếp dẫn địa hỏa, thế mà dùng một chút tài liệu giá rẻ, luyện chế mà thành. Nhưng bây giờ nói những chuyện này không có tác dụng, việc cấp bách nhất là nhìn xem còn có phương pháp bổ cứu hay không, nếu không, thật để cho hắn bồi thường hơn 3.000 viên linh thạch thượng phẩm, còn không mệt chết. Chữa trị, người còn dám nói một câu, có tin ta giết chết ngươi hay không? Nghe tên này không biết hối cải, còn luôn miệng muốn chữa trị, la nhàm suýt chút nữa nổ tung, lửa giận trong nháy mắt bay lên, quát lớn một tiếng. Cái ngoạn ý gì đây? Nếu không phải bởi vì chữa trị, nơi này sao có thể biến thành như vậy không có năng lực còn làm ra vẻ ta thật sự có thể sửa vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn trương huyền giải thích không tin ngươi cho ta một trận bàn chất lượng khá hơn một chút tiếp dẫn địa hỏa tới ta sửa địa hỏa thông đạo lần nữa cho ngươi xem ngươi tự tìm cái chết thấy tên này còn ra sức lực là nhàm tức giận hừ một tiếng thân thể nhoáng một cái khi tức toàn thân như rồng đánh về phía ra hỏa không biết trời cao đất rộng kia phần phật hắn là luyện khí sư ngũ tinh đỉnh phong tu vi đạt đến hóa phàm bát trọng vừa ra tay lực lượng to lớn chân khí hội tụ thành mây lực lượng tựa như muốn xé rách không khí dừng tay mắt thấy bàn tay liền muốn đi tới trước mặt bao phủ trương huyền liền nghe được tiếng hét lớn một bóng người như thiểm điện bay tới nhẹ nhàng vồ một cái hội tụ thành chân khí lập tức tan thành mây khói lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc la nham hơi đỏ mặt nhịn không được lui về phía sau mấy bước khí huyết có chút cuồn cuộn lão sư thấy rõ ràng bóng người ngăn cản hắn la nham nhịn không được sửng sốt không phải người khác chính là lão sư vừa rồi hận không thể bóp chết ra hỏa này không phải lão sư cực kỳ tức giận tên này sao mình ra tay giáo huấn vì sao phải ngăn cản đang nghi ngờ muốn hỏi rõ ràng chỉ thấy lão sư vừa rồi nổi giận đùng đùng đột nhiên xoay đầu lại, cười giảng dỡ nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Ngươi, không có sao chứ, có bị thương hay không? Có cần ta giáo huấn ra hỏa có mắt không chồng này giúp ngươi hả giận hay không? a à, thân thể nhoáng một cái, là nhàm suýt chút nữa điên rồi. Đây là có chuyện gì? Tên này thật là lão sư của mình, luyện khí học viện phó viện trưởng. Vừa rồi không phải ngươi muốn bóp chết ra hỏa này sao? Sao trong nháy mắt thành bộ dáng này? không phải các người nói nguyên phó viện trưởng rất tức giận sao toàn bộ phân bộ đều biến thành như vậy đổi lại ai cũng sẽ tức giận nhưng thái độ này không giống như là tức giận a hát nào chỉ là không tức giận tại sao ta cảm giác là đang lấy lòng tân sinh kia nhỉ lấy lòng khoa trương đi nguyên phó viện trưởng là danh sư lục tinh đỉnh phong luyện khí sư lục tinh đỉnh phong toàn bộ học viện còn có người hắn cần lấy lòng sao không chỉ hắn điên rồi Mọi người ở một bên xem trò vui, cảm thấy tân sinh kia khó thoát tai kiếp, cũng đều bối rối. Tên này chả đạp phân bộ thành như vậy, không phải nên giáo huấn một trầu, cho hắn biết nặng nhẹ sao? Một mặt tươi cười, còn muốn giáo huấn la nham là cái quỷ gì? Cái thái độ này, nụ cười này, làm sao cảm giác như là đang nịnh bợ ra hỏa kia vậy nhỉ? Chút giận, không cần, ta không sao. Không chỉ mọi người nổi điên, ngay cả Trương Huyền cũng không hiểu ra sao không phải muốn bẩm báo viện trưởng xử lý mình sao? Làm sao đột nhiên thay đổi thái độ? Không có việc gì là tốt rồi. Nguyên Hồng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía La Nham cách đó không xa. Còn không qua đây xin lỗi trương sư. Từ phòng làm việc của viện trưởng đi ra, liền gấp gấp trở về, sợ sẽ xảy ra biến cố, không nghĩ tới thật đúng là có chuyện. Không nói cái khác, vừa rồi một cái tát kia nếu thật rơi vào trên người trương huyền, vị thiên tài này khẳng định không còn nửa phần hảo cảm với luyện khí học viện. Còn làm sao lưu lại? Viện trưởng là có ý định thu hắn làm đệ tử, thật muốn bị la nham quất bỏ đi, làm sao bản giao với viện trưởng? Thật là một học sinh phá sản. Xin lỗi, ta, chương 1340, ta còn chưa phải là luyện khí sư hay? La nham phát điên. Lão sư, vì sao ta phải nói xin lỗi? Hắn làm hỏng đại điện, thông đạo ghi chép, đủ rồi còn chưa dứt lời nguyên hồng liền cắt ngang vẫy vẫy tay giận dữ nói đi xuống cho ta đóng cửa tự kiểm điểm không có ta phân phó không cho phép đi ra ngoài bảo ngươi xin lỗi liền xin lỗi sao nói nhảm nhiều như vậy ngươi có ý định hố chết ta sao lão sư nghe được vô duyên vô cớ bị phạt đóng cửa tự kiểm điểm là nham điên rồi những người khác cũng hai mặt nhìn nhau không biết vị phó viện trưởng này đến cùng đang dở trò quỷ gì mấy người các người kéo hắn xuống, đừng ở chỗ này mất mặt. Không để ý tới la nham, Nguyên Hồng phân phó một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Trương Huyền lần nữa. Trương Sư, người không phải muốn đi qua khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh sao? Hiện tại ta liền dẫn người đi khí hải. Đi khí hải, nhưng ta không có học phần. Trương Huyền cũng ngẩn ngơ. Cái tên này làm sao vậy? Giáo huấn la nham ngược lại cũng thôi, còn muốn cho bản thân đi khí hải khí hải này không phải là không có học phần không thể tiến vào sao không có học phần a à, cái này không phải vấn đề la nham người trước không vội đi còn không lấy thẻ học phần của ngươi ra cho trương sư hai điểm nguyên hồng quay đầu nói ta la nham nhoáng một cái suýt chút nữa khóc ra tiếng dựa vào cái gì Gia hỏa kia làm nát bét nơi này không trừng phạt là tốt lắm rồi vì sao còn phải cho học phần hơn nữa còn muốn ta cho Bớt nói nhảm, động tác nhanh lên. Nguyên Hồng nhướng mày. Vâng, thấy lão sư nổi giận, La Nham không dám phản kháng, đành phải ngoan ngoãn giao thẻ học phần tới. Học sinh có thể giao dịch học phần, cũng có thể chuyển nhượng, hiện tại Trương Huyền ngay cả thẻ học viên cũng không có, tự nhiên không có thẻ học phần, có điều, cái này khó không được một vị phó viện trưởng. Nguyên Hồng khẽ đảo cổ tay, liền lấy ra một thẻ trống, từ thẻ học phần của La Nham chuyển qua hai điểm. Tốt trương sư có học phần rồi chúng ta đi thôi làm xong tất cả những thứ này nguyên hồng cười cười tiếp tục nói trương huyền nháy con mắt chỉ phế tích chung quanh cái này không cần ta bồi thường cái này không phải lỗi của ngươi tự nhiên không cần đền ta sẽ cho người tới chữa trị nguyên hồng gật đầu cái này được rồi mặc dù không biết vì sao thái độ của đối phương đột nhiên đại biến nhưng nghe không cần đền trương huyền lập tức thở phào nhẹ nhõm Giá trị hơn 3.000 linh thạch thượng phẩm, hắn quả thực không thường nổi, có thể không đền tự nhiên tốt nhất. Cái này, đây thật là nguyên phó viện trưởng. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì, vừa rồi phó viện trưởng còn luôn miệng muốn chụp chết hắn, làm sao xoay một cái mặt biến thành như vậy? Nhìn một màn này, rất nhiều danh sư đều con mắt loạn nháy, nhanh muốn điên rồi. Đây chính là đại điện của phân bộ luyện khí sư, bị ra hỏa kia biến thành như vậy chẳng những không trách cứ, còn thái độ như thế, đến cùng xảy ra chuyện gì. Quá khác thường đi, nhất là Lý Tuyền ở trong đám người, nhìn một màn này ở trong mắt, thân thể mềm mại run rẩy, sắp hôn mê. Cái tên này vừa đến, chính là nàng thiếp đái, cái gì cũng không hiểu không nói, còn cực kỳ lỗ máng. Loại người này, nguyên phó viện trưởng khẳng định sẽ mạnh mẽ giáo huấn, bộ dáng này, làm cái quỷ gì. Nghĩ nửa ngày, Trương Huyền cũng nghĩ không thông, tại sao thái độ của vị kia đại biến, cuối cùng chỉ có thể quy kết nghi trưởng lão cùng mặc đường chủ, mặt mũi bất đắc dĩ đi theo sau lưng Nguyên Hồng, đi tới nửa bên đại điện còn không có đổ sụp. Không lâu sau, đi tới trước một cánh cửa rộng lớn. Trương sư, đây chính là khí hải, người muốn khảo hạch luyện khí sư ngô tinh, chỉ cần để thẻ học phần cùng huy Trương tứ tinh lên bệ đá trước cửa, liền có thể mở đại môn, đi vào khu khảo hạch đối ứng. Nguyên Hồng cười cười, chỉ về phía trước. Khí hải, giống như thông đạo ghi chép trước đó, cũng có vô số cơ quan cùng vật phẩm đặc thù luyện chế thành, muốn khảo hạch đẳng cấp đối ứng, cần chuẩn bị đầy đủ học phần cùng huy chương cấp bậc tương ứng. Đầy đủ hai thứ này, liền có thể mở thông đạo, đi vào cửa ải đối ứng, tiến hành khảo hạch, cực kỳ thuận tiện. Còn cần đẳng cấp huy chương. Trương Huyền sướng sờ. Không sai, Trương sư đặc biệt tới khảo hạch luyện khí sư Ngô Tinh, chắc hẳn đã sớm cầm tới huy chương tứ tinh, yên tâm, chỉ cần là luyện khí sư công hội ban bố, ở đây đều có thể sử dụng, không cần lo lắng. Còn tưởng rằng hắn lo lắng công hội khác ban bố huy chương không thể dùng, Nguyên Hồng cười giải thích. Cái này, Trương Huyền gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Nhất định phải dùng huy chương sao? Ta không có huy chương thì làm sao bây giờ? Không có huy chương. Nguyên Hồng sướng sờ. Có ý tứ gì? Chính là hiện tại ta còn chưa phải là một vị luyện khí sư, chưa hề khảo hạch qua. Trương Huyền có chút xấu hổ. Trương 1341, khảo hạch luyện khí sư 1. Chưa hề kiểm tra qua. Thân thể Nguyên Hồng nhoáng một cái, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Trung quanh rất nhiều danh sư theo tới, trong mắt cũng sắp rơi trên mặt đất. Còn chưa phải là luyện khí sư, liền chạy tới kiểm tra ngũ tinh. Còn nói không phải tới quấy rối. Luyện khí sư, chức nghiệp đỉnh phong nhất của đại lục, ở đây mỗi một người vì trở thành một thành viên trong đó, đều mất ăn mất ngủ học tập, cái nào không hao tốn mấy năm mới có thể nhập môn. Coi như nhanh nhất, ít nhất cũng phải 10 năm khổ học, chậm, không có năm 30 năm là không có khả năng thành công. Người một gia hỏa chừng 20 tuổi, ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng không phải, chạy tới mở miệng muốn khảo hạch ngũ tinh. Thật chẳng lẽ cho rằng đây là một loại chức nghiệp nói miệng liền có thể hoàn thành. Đùa cái gì đó? Ta chuyên môn học qua luyện khí, chỉ là chưa kịp khảo hạch đẳng cấp. Nhìn ra mọi người khiếp sợ, Trương Huyền vội vã giải thích, hỏi tiếp. Nếu không như vậy đi, ta từ nhất tinh bắt đầu kiểm tra. Nơi này có thể khảo hạch nhất tinh không? Còn có, trước khảo hạch nhất tinh, có cần khảo hạch học đồ không? Mặc dù hắn nắm giữ trình độ luyện khí so với ngô dương tử chỉ mạnh không yếu, nhưng chưa hề khảo hạch qua, cẩn thận nói đến, hiện tại ngay cả một học đồ cũng không phải là chớ nói chi là luyện khí sư chính thức. Học đồ, khóe miệng co giật, nguyên hồng che chán. Không phải tận mắt nhìn thấy, thì quyết không thể tin được đây là sự thực. Một người ngay cả học đồ cũng không phải, chạy đến luyện khí học viện, luôn mồm muốn khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh, không chỉ như thế, còn làm toàn bộ học viện gà bay chó chạy, ghi chép thông đạo tính cả đại điện thành phế tích mấu chốt nhất là viện trưởng một trong thập đại danh sư triệu bính tuất còn muốn thu hắn làm học sinh coi như tự mình trải qua cũng cảm thấy giống như nằm mơ học đồ ngươi không cần nghiên cứu trực tiếp khảo hạch luyện khí sư nhất tinh tranh thủ hôm nay thành công còn ngũ tinh sau này hãy nói đi nén buồn bực ở trong lòng nguyên hồng quay đầu nhìn về phía các danh sư trước mắt các ngươi ai có lệnh bài học đồ luyện khí sư cấp bậc như hắn cho dù có người hỗ trợ làm việc vặt, cũng sẽ không thấp hơn ngũ tinh, luyện khí học đồ, cấp bậc quá thấp, không có khả năng sử dụng, thời gian dài không tiếp xúc, tự nhiên không có loại lệnh bài này. Lệnh bài học đồ, giúp ta đều là luyện khí sư tứ tinh, cái đồ chơi này quá thấp, không có. Mọi người chung quanh, tất cả đều lắc đầu. Tại đại điện hầu như đều là luyện khí sư ngũ tinh, kém cỏi nhất cũng đạt đến tứ tinh, ở đây tìm lệnh bài học đồ, rất khó làm được. Cái này, Nguyên Hồng xấu hổ, cái này gọi là chuyện gì? Bản thân đường đường luyện khí sư lục tinh đỉnh phong, giúp người tìm lệnh bài học đồ, kết quả. Còn tìm không thấy, suy nghĩ một chút cũng đỏ mặt. Phó viện trưởng, ta chỗ này, có một cái. Ngay thời điểm không biết nên làm cái gì, một thanh âm rụt rè vang lên, Trương Huyền quay đầu nhìn lại, đúng là Lý Tuyền trước kia tiếp đãi hắn. Mặc dù nàng làm công ở luyện khí học viện, nhưng cấp bậc không cao, trên người vừa vặn có một lệnh bài học đồ quá tốt rồi gật gật đầu nguyên hồng thở phào nhẹ nhõm tiếp nhận lệnh bài tinh thần khẽ động ở phía trên in lên tên trương huyền đưa tới trương sư đây là lệnh bài học đồ người cầm phối hợp học phần liền có thể khởi động khí hải khảo hạch luyện khí sư nhất tinh đa tả tiếp nhận lệnh bài trương huyền gật đầu đi về phía trước mấy bước đột nhiên nhớ tới cái gì ngừng lại hiện tại khảo hạch luyện khí sư nhất tinh vậy nếu như thông qua khảo hạch muốn tiếp tục khảo hạch nhị tinh mà nói còn cần tiếp tục tốn hao học phần không một mực ở trong khí hải thì không cần có điều một khi đi ra lại muốn đi vào sẽ tiếp tục tiêu hao nguyên hồng nói học phần là điều kiện khởi động khí hải một mực ở bên trong không ra, hai học phần liền đủ chỉ cần đi ra lại muốn đi vào lại cần phải hao phí hai học phần giống như vé vào cửa khu du lịch sau khi ra ngoài lại muốn đi vào, liền cần mua vé lần nữa. Không ra là được, vậy ta có thể thi xong luyện khí sư nhất tinh, ở bên trong tiếp tục khảo hạch nhị tinh hay không? Nghe được sau khi ra ngoài, muốn đi vào còn cần tiếp tục tiêu hao học phần, Trương Huyền có chút nhức đầu, nhịn không được nói. Hai học phần này của hắn, vẫn là vị lão giả kia, ngự, đệ tử của mình, vì khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh, cũng không thể để người khác một mực đưa học phần a. Đồ vật chân quý như thế, không nói trước người khác có hay không, cho dù có, để cho người ta đưa, ân tình cũng chiếm quá lớn. chương 1342, Khảo Hạch Luyện Khí Sư 2 Ân tình, là nhân quả. Cùng nhau đi tới, Trương Huyền luôn không nợ ân tình người khác, chính là không muốn chạm phải những vật này. Đương nhiên có thể, chỉ là, hai học phần khởi động khí hải, mặc kệ khảo hạch cấp bậc nào, nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong hai canh giờ, nói cách khác trong hai canh giờ, bất kể người có thể luyện thành vũ khí hay không, đều sẽ bị đưa ra. Thời gian ngắn như vậy, ta sợ chỉ đủ khảo hạch luyện khí sư nhất tinh, coi như muốn khảo hạch cấp bậc cao hơn, cũng rất khó làm đến. Nguyên Hồng giải thích, mục đích khí hải được tạo ra, chính là vì thuận tiện càng nhiều người khảo hạch luyện khí sư, nâng cao hiệu suất, đã như vậy, nếu có người cầm hai học phần đi vào, bất luận thế nào cũng không ra, một lần là nửa năm, còn thế nào tăng hiệu suất. Do đó, tiến vào khảo hạch, có giới hạn thời gian, bình thường là hai canh giờ. Nói cách khác, một học phần một canh giờ, nếu như cảm thấy mình rất khó thông qua, liền cần tốn hao càng nhiều học phần mua. Mà ở trong thời gian mua sắm, mặc kệ khảo hạch cấp bậc gì, bất kể thành công hay không, chỉ cần đến giờ, đều sẽ bị đưa ra. Thành công, khí hải sẽ căn cứ tin tức của người đưa ra lệnh bài, tạo thành lệnh bài mới phóng xuất ra, không thành công, thì tương đương uổng phí hết học phần, không công mà lui vị trương sư, này có hai học phần, có thể ở bên trong hai canh giờ, thời gian ngắn như vậy, có thể khảo hạch thông qua nhất tinh, là tốt lắm rồi, tiếp tục kiểm tra nhị tinh. Khả năng không lớn. Lại nói, luyện khí tiêu hao chân khí cực lớn, số lượng chân khí trong cơ thể một người có hạn, luyện chế xong một kiện binh khí, liền sẽ tiêu hao hơn phân nửa khí lực, coi như cho đầy đủ thời gian, cũng chưa chắc có thể có tinh lực tiếp tục nữa. Do đó hắn thấy, mặc dù trương sư này nghĩ rất tốt, nhưng rất khó làm được không nói đối phương coi như luyện khí sư lục tinh đỉnh phong như hắn trong hai canh giờ cũng chỉ có thể luyện chế hai ba món binh khí mà thôi nhiều hơn nữa cũng sẽ không kiên trì nổi vũ khí không giống đan dược coi như lại thấp cũng cần vô số lần gõ rèn luyện nếu không cũng không có khả năng từ khí thai hình dáng gì cũng không có biến thành bộ dáng vũ khí hai canh giờ được rồi nghe được chỉ có thời gian ngắn như vậy trương huyền gật gật đầu lại không giàu dĩ, để lệnh bài học đồ cùng thẻ học phần lên bệ đá, ánh sáng lóe lên, khí hải trước mắt từ từ mở ra. nhấc chân đi vào, gian phòng khí hải cùng thông đạo ghi chép trước đó có chút tương tự, tràn đầy đen kịt, ngay sau đó dưới chân lay động, giống như băng truyền được đưa đến một đại sảnh. Trong sảnh, bầy đầy đủ loại khoáng thạch cùng kim loại, còn có một lô đỉnh, đài cao luyện khí. Cái này, đều là giả. Nhìn chung quanh một vòng, Phát hiện cảnh tượng trước mắt không khác chân thực chút nào, Trương Huyền nhịn không được tán thưởng. Trước đó Lý Tuyền nói, khí hải là mượn nhờ Viễn Trận, cho người ta một loại hiệu quả luyện khí chân thực, mà trên thực tế hết thảy trước mắt đều là giả. Ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, cách đó không xa trên mặt bàn thả một đống thư tịch, tiện tay mở ra, trên đó viết đủ loại phương pháp luyện chế binh khí. Đến đây người khảo hạch có thể tùy ý tuyển một loại tiến hành, chỉ cần thành công, coi như thông qua ta chỉ có hai canh giờ, nhất định phải tranh thủ khảo hạch xong ngũ tinh. Biết học phần kiếm không dễ, thật vất vả có cơ hội, tự nhiên không vừa lòng chỉ khảo hạch nhất tinh liền thôi, tốt nhất có thể một hơi khảo hạch thành luyện khí sư ngũ tinh, đằng sau không cần lại đến, miễn cho phiền phức. Cho nên, luyện chế vũ khí càng đơn giản càng tốt, như vậy tiết kiệm thời gian cũng càng nhiều. Rèn luyện khí thai thành một thanh trường kiếm, cùng gõ ra một thiết trùy, độ khó rõ ràng khác biệt, tiêu tốn thời gian cũng không giống. Khảo hạch luyện khí sư, giống như khảo hạch luyện đan sư, cần luyện chế tài liệu riêng biệt đến cấp bậc nhất định mới có thể qua ải, luyện chế chính xác hay không, nhiều nhất chỉ gia tăng chút cấp bậc, không cần phải làm quá mức tinh mỹ. Cấp bậc binh khí, cứng rắn, mềm dẻo, sắc bén, truyền chân khí. Rất nhiều phương diện phải khảo cứu. Cũng không phải đánh càng hoa lệ, càng xinh đẹp liền càng cao cấp hơn. Mặc dù luyện chế tinh tế Kinh bạc, vũ khí có tác dụng gia trì nhất định, lại không phải mấu chốt khảo hạch luyện khí sư. Đã như vậy, cũng không cần phải nhiều phí công phu ở trên khí thai. Chỉ cần dung hợp tỷ lệ phù hợp, thành công tôi thép, coi như chất liệu cấp bậc thấp, khẳng định cũng có thể luyện chế ra vũ khí không kém. Những binh khí này, rèn luyện quá chậm. Lật xem thư tịch một lần, biết lấy trình độ của hắn hiện tại, rèn luyện luyện chế không ra ngược lại cũng thôi, mấu chốt nhất là, thời gian chậm trễ không nổi. Nói cách khác, tùy tiện lựa chọn một cái luyện chế, dù trình độ luyện khí của hắn lại cao hơn, không có hơn một canh giờ cũng không thể hoàn thành. Như vậy còn làm sao khảo hạch luyện khí sư nhị tinh? Không cần quan tâm nhiều, bắt đầu đi. Không chọn những sách vở này, Trương Huyền dọc theo gian phòng đi một vòng, rất nhanh tập trung 7, 8 loại kim loại cùng khoáng thạch, ý nghĩ hình thành ở trong óc. Học qua Thiên Đạo luyện khí, lý giải đối với luyện khí đã vượt qua luyện khí sư lục tinh đỉnh phong những kim loại cùng khoáng thạch trước mắt này, mặc dù chỉ là rất bình thường, luyện chế binh khí cấp thấp, trong tay hắn, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, cũng có thể tạo được hiệu quả cùng tác dụng không giống. Cứ như vậy đi, khóe miệng vung lên, bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái, chân khí chảy xuôi như nước, bảy tám loại kim loại cùng khoáng thạch kia bay lên, đồng thời bay về phía lò lửa cách đó không xa. Xì 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 xì, chân khí truyền vào, lò lửa thiêu đốt, những kim loại cùng khoáng thạch kia lập tức hòa tan, biến thành chất lỏng, chảy xuôi khắp nơi. Dung hợp. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay bắt tới mấy loại chất lỏng, bảy tám loại chất lỏng khác biệt, lập tức phân tán ra, lấy phương thức khác biệt dung hợp. Chương 1343, hiện tại học kịp không? một Ngón tay tung bay, chân khí như gió. Những chất lỏng này còn không có đóng băng, trên không trung va chạm, phát ra thanh âm tựa như gõ phím đàn. Trong phòng như vang lên nhạc hòa tấu nếu có luyện khí sư ở đây, cho dù là Nguyên Hồng, thấy cảnh này cũng sẽ kinh ngạc đến không khép miệng được. Đây cũng không phải luyện khí, mà là một loại vũ điệu, một loại nhạc khúc hoàn mỹ dung hợp với tự nhiên. Phù cầm luyện khí pháp của Ngô Dương Tử, để cho người vây đỡ, cũng bởi vì phù hợp tự nhiên, cho người ta một loại hưởng thụ, mà phương pháp luyện khí trương huyền thi triển, càng cao minh hơn. Không chỉ thị giác hưởng thụ, ngay cả linh hồn cũng rất dễ dàng đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Thiên đạo luyện khí. Hô hô hô. Rất nhanh, bảy tám loại kim loại cùng khoáng thạch bị triệt để dung hợp, nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền lại không rèn luyện, liền dung hợp qua kim loại, ném vào trong nước cách đó không xa. Âm. Um, hơi nước bốc hơi, bụi mù dâng trào. Bước cuối cùng luyện khí, tôi thép. Luyện khí bình thường, chia làm dung hợp, rèn luyện khí thai cùng tôi thép. Hiện tại hắn là trực tiếp thi triển bước đầu tiên cùng bước thứ ba, mà xem nhẹ bước thứ hai. Luyện khí, rèn luyện tốt khí thai, sẽ để cho đẳng cấp gia tăng. Hắn làm như vậy, không cách nào hình thành vũ khí, hạ thấp cấp bậc, nhưng tiết kiệm thời gian rèn luyện khí thai, tốc độ tổng thể cực kỳ tăng nhanh. Hô, kim loại nóng bỏng đang không ngừng sôi trào ở trong nước, bàn tay câu câu, lần nữa lấy ra ngoài. Tôi thép coi trọng kỹ xảo, nước chất đồng dạng, thời gian rèn luyện khác biệt, hiệu quả cũng không giống hắn sử dụng 7-8 loại khoáng thạch, thuộc tính khác biệt, sau khi dung hợp càng không giống, nắm giữ thời gian rèn luyện không tốt, không những không thể phát huy ra hiệu quả của kim loại, ngược lại sẽ dính dấp lẫn nhau, cuối cùng để hiệu quả của binh khí mất đi, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tốt, này liền coi là, thành phẩm đi. Tôi thép xong, nhìn thấy đĩa sắt trong lòng bàn tay, nhìn không ra là đồ vật hình dạng gì, trương huyền gãi đầu một cái. Nếu như lấy thứ này ra, coi như không bị luyện khí sư khắc chế diễu chết, thanh danh cũng sẽ tổn hao nhiều, có điều lối đi này tự động khảo hạch, không cần lo lắng. Đi tới khu khảo thí, để đĩa sắt lên bàn. Gian phòng khảo hạch luyện khí sư, có khu chuyên môn đo lường, chỉ cần đo lường cấp bậc vũ khí luyện chế đạt tới, coi như thông qua. Ông, một tiếng kêu khẽ, một đạo hồng quang lấp lóe. Ngay sau đó liền nghe một thanh âm máy móc vang lên. Dùng dung luyện thạch, bạch cương. Hắc Nham, đơn giản nhất luyện chế ra vũ khí quỷ cấp hạ phẩm thông qua khảo hạch luyện khí sư nhất tinh. Thế mà đạt tới quỷ cấp hạ phẩm, không tệ. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật đây cũng là lần thứ nhất hắn luyện khí, không nghĩ đến đĩa sắt này đạt đến quỷ cấp hạ phẩm. Vũ khí chia làm thần, thánh, linh, quỷ, phàm. Chỉ cần luyện chế vũ khí có thể đạt tới phàm cấp tuyệt phẩm, coi như thông qua luyện khí sư nhất tinh khảo hạch, hắn sử dụng phương pháp luyện khí thiên đạo mặc dù luyện chế ra đồ vật khó coi, cũng không có bộ dáng binh khí, nhưng cấp bậc lại không thấp. Nếu chuyên chú một chút, cũng có thể đạt tới quỷ cấp trung phẩm thậm chí thượng phẩm. Xin khảo hạch luyện khí sư nhị tinh. Thông qua khảo hạch, Trương Huyền cũng không ngừng nghỉ, trực tiếp mở miệng. Kẹt kẹt, mắt tối sầm lại, thanh âm cơ lò so vang lên, mở mắt lần nữa, đã đi tới một đại điện khác. Tương đồng gian phòng trước kia, có điều càng rộng rãi, bốn phía bảy biện kim loại cùng khoáng thạch, cấp bậc cũng tương đối cao hơn, càng thêm hiếm có. Tiếp tục đi, dạo qua một vòng, lần này chọn mười mấy loại kim loại cùng khoáng thạch, đi tới trước lô đỉnh, giống như vừa rồi, bắt trước làm theo, không lâu sau, lại luyện chế ra một cục sắt. Cái cục sắt này so với trước đó còn khó nhìn hơn, toàn thân đen kịt, một chút bộ dáng của binh khí cũng không có. Đồng dạng không qua bước thứ hai rèn luyện khí thai. Rèn luyện khí thai, là để kim loại dung hợp từ vô hình, biến thành bộ dáng vũ khí muốn luyện chế, tỉ như luyện chế trường kiếm, liền chế tạo bộ dạng trường kiếm, luyện chế thủy thủ liền rèn luyện thành thủy thủ. Cái trình tự này cần phải hao phí thời gian tạo hình không nói, Trương Huyền cũng chưa từng học qua, coi như để hắn luyện chế, cũng không cách nào thành công, phiền phức như thế, còn không bằng bỏ qua. Tiếp tục đặt cục sắt ở trên đài khảo thí. Ông, quang mang lóe lên, thanh âm tiếp tục vang lên đạt tới quỷ cấp trung phẩm, thông qua luyện khí sư nhị tinh. Thông qua khảo hạch luyện khí sư nhị tinh, Trương Huyền tiếp tục xin. Sau nửa canh giờ, xin khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh. Hít sâu một hơi, Trương Huyền mở miệng. Liên tục khảo hạch bốn đẳng cấp, coi như chân khí của hắn hùng hậu, khí tức trong người cũng có chút phù phiếm. Phần Phật, cơ quan chuyển động, một gian phòng càng thêm rộng lớn xuất hiện chương 1344, hiện tại học kịp không? hai Kỳ thật đều là cùng một phòng, chỉ là để cho người ta cảm thấy không giống mà thôi. Liên tục trải qua mấy trận khảo hạch, Trương Huyền biết, kỳ thật gian phòng không đổi, chỉ cho người cảm giác khác biệt mà thôi. Khí hải, bản thân là cảnh tượng giả lập, không phải gian phòng chân thực, thay đổi cảnh tượng cực kỳ đơn giản. Hôi rượu thạch, tử kim thiết, thanh hôi nham, những thứ kia quả nhiên tốt hơn nhiều nhìn thấy trước mắt xuất hiện rất nhiều khoáng thạch cùng kim loại, Trương Huyền âm thầm cảm khái. Bốn cửa trước cũng có không ít khoáng thạch chân quý, nhưng so sánh với trước mắt, lại cái gì cũng không tính. Bất kể là hôi rượu thạch hay tử kim thiết, đều là đồ vật mà cường giả hóa phàm cảnh cũng cướp đoạt, dùng những vật này, quả thực có thể luyện chế ra bảo vật cấp bậc cao hơn. Biết cho dù có những quáng thạch này, muốn luyện chế vũ khí, cũng càng ngày càng khó, Trương Huyền không chút coi thường, ngược lại ánh mắt càng thêm ngưng trọng, Muốn thông qua khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh, đầu tiên phải luyện chế ra vũ khí linh cấp, loại cấp bậc này đã không chỉ tài liệu tốt liền có thể thành công. Còn cần khống chế cùng nắm chắc rất lớn với luyện khí, có lý giải cực cao với tôi thép, nếu không, hơi không cẩn thận, liền có thể phí công nhọc sức, để vô số tài liệu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hô hô hô, năm ngón tay như điện, đủ loại tài liệu tung bay, từng loại dung hợp. Không ngừng truyền chân khí vào lò lửa, khống chế nhiệt độ hỏa diễm. Muốn khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh, nhất định phải luyện chế ra vũ khí linh cấp trung phẩm đỉnh phong. Loại cấp bậc này cần rất nhiều tài liệu, mỗi một loại đều có nhiệt độ dung luyện không giống nhau, nhất định phải thời khắc khống chế lò lửa, không thể có chút sai lầm. Không biết qua bao lâu, ngay thời điểm chân khí của hắn sắp tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng cũng dung hợp xong khoáng thạch. Zen Luyện thở ra một hơi, lần nữa ném đĩa sắt vào trong nước. Ầm ầm. Sương mù vây quanh. Minh lý chi nhãn vận chuyển, đợi hoàn thành rèn luyện, liền vội vàng lấy ra. Thông qua nửa ngày luyện khí, hắn cũng tổng kết ra kinh nghiệm, mượn nhờ minh lý chi nhãn tôi thép, có thể nắm giữ tình huống rèn luyện tốt hơn, luyện chế ra vũ khí cấp bậc cao hơn. Khảo thí. Lần nữa ném đĩa sắt lên đài khảo thí. Ông. Tiếng máy móc vang lên. Linh cấp trung phẩm đỉnh phong, thông qua luyện khí sư ngũ tinh. Thông qua. Nghe được quả thật thành công thân thể trương huyền nhoáng một cái đã không chịu nổi ngồi dưới đất liên tục luyện chế vũ khí coi như không qua rèn luyện khí thai nhưng dùng chân khí khống chế lò lửa cũng tiêu hao rất lớn chân khí trong cơ thể không sai biệt lắm sắp tiêu hao hết may mắn có thể thành công khôi phục thể lực khoanh chân ngồi dưới đất cổ tay khẽ đảo viên linh thạch thượng phẩm kia xuất hiện ở trong lòng bàn tay viên linh thạch này từ khi nhận được còn là lần đầu tiên sử dụng Vừa mở hộp ngọc, Trương Huyền lập tức cảm thấy một cỗ linh khí tinh thuần tới cực điểm, đâm về phía làn da, tựa như cây kim. Người tu vi hơi thấp, có khả năng căn bản không thể luyện hóa linh lực tinh thuần như thế, coi như hấp thu, cũng sẽ theo khe hở kinh mạch chảy ra. Kinh mạch thân thể, trên thực tế giống như đất cát, có vô số khe hở cùng lỗ thủng thật nhỏ, bùn nhão vẩn đục nặng nề chảy qua, sẽ không bị thẩm thấu, nhưng nước sạch chảy xuôi, lại sẽ theo những khe hở này chảy ra, uổng phí hết linh khí trong linh thạch thượng phẩm là như thế. Quá mức tinh thuần, mức độ trong đó vượt qua phạm vi kinh mạch có thể chịu đựng, coi như cho người bình thường sử dụng, cũng là uổng phí, cơ thể bảo tồn không được. Chỉ có tu vi đạt tới hóa phàm cửu trọng tầm phong cảnh, chân khí, thể lực, linh hồn như kén tầm, phong bế sơ hở, hình thành thân thể không dò, mới có thể hấp thu linh thạch thượng phẩm, từ đó sung kích cấp bậc cao hơn. Trương Huyền chỉ là kiều thiên cảnh đỉnh phong, cách tầm phong cảnh còn có 3 cấp, dựa theo đạo lý, cho dù có linh thạch thượng phẩm, cũng không cách nào sử dụng, nhưng hắn tu luyện thiên đạo công pháp, chân khí tinh thuần, toàn thân sớm đã được cải tạo, như vàng dòng đúc thành. Lại thêm ngũ rượu kim thân đạt đến nhị trọng, toàn thân không do, dù linh khí của linh thạch thượng phẩm mạnh, vẫn có thể lưu giữ, vận chuyển ở trong cơ thể hắn. Cô 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 cục cục, chân khí tinh thuần, ở dưới công pháp thiên đạo vận chuyển, rất nhanh ngưng tụ thành chân khí, cuồn cuộn ở trong kinh mạch, tràn vào đan điền đan điền vốn khô quát, lập tức tràn đầy sung mãn, khôi phục nhanh chóng. Đại khái qua hai chung trà, chân khí tiêu hao sạch sẽ liền hoàn toàn khôi phục. Không hổ là linh thạch thượng phẩm, thật nhanh. Vẻ mặt Trương Huyền vui mừng đứng dậy. Đổi lại linh thạch trung phẩm hoặc tổ linh trận, chân khí tiêu hao sạch sẽ, muốn hoàn toàn khôi phục, không có mấy canh giờ là rất khó làm được. Nhưng linh thạch thượng phẩm phối hợp thiên đạo công pháp, chỉ cần thời gian hai chung trà, hiệu suất cao đã có thể so với một ít linh đan bảo dược khôi phục thể lực. Còn có hơn nửa canh giờ. Thu hồi linh thạch, tính toán thời gian một chút, vẻ mặt trương huyền vui mừng. Còn có hơn nửa canh giờ, có thể nếm thử khảo hạch luyện khí sư lục tinh hay không? Hiện tại mặc dù tu vi của hắn không đủ, nhưng bất kể nắm giữ hay lý giải luyện khí, đều cường đại hơn rất nhiều luyện khí sư lục tinh đỉnh phong, có lẽ thật có thể khảo hạch thành công, miễn cho đằng sau lãng phí học phần nữa. Dù vừa tới học viện, nhưng hắn cũng nhìn ra, học phần là cực kỳ khó kiếm, có thể dùng ít, liền tiết kiệm một chút. Khảo hạch luyện khí sư lục tinh, bản thân liền siêu việt đẳng cấp, khẳng định không thể tỉnh lược trình tự rèn luyện khí thai. Trước đó tu vi hắn cao, đẳng cấp luyện khí cao, coi như tỉnh lược một bước, luyện chế binh khí thành cục sắt, cũng có thể phù hợp điều kiện, thuận lợi thông qua, muốn khảo hạch lục tinh, khẳng định là không được nhất định phải nghĩ biện pháp luyện chế khí thai chính xác mới được, chỉ là. Hắn chưa hề rèn luyện qua khí thai, hiện tại mới bắt đầu học. Kịp sao? chương 1345, xung kích luyện khí sư lục tinh 1. Khẳng định không kịp. Rèn luyện khí thai giống như luyện đan, cần tôi luyện không biết bao nhiêu mới có thể làm được, hiện tại chỉ còn lại hơn nửa canh giờ, đi học khẳng định là không kịp. Đúng rồi, thực sự không được, có thể rèn luyện đĩa sắt một chút, đổi thành thiết trì Thứ này so với các loại vũ khí như đao kiếm thì đơn giản hơn nhiều. Xoa xoa nghi tâm, đang giàu nên làm cái gì, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Chủng loại vũ khí phong phú, đao, những vật như đao kiếm này hạn chế hình dạng, rèn luyện rất phức tạp, nhưng luyện chế thiết trùy lại rất đơn giản. Chỉ cần rèn luyện đĩa sắt lúc trước mấy lần, liền có thể thành công. Cứ làm như thế, nhẹ nhàng cười một tiếng, đứng dậy, tiếp tục mở miệng khảo hạch luyện khí sư lục tinh. Ông, cảnh tượng trước mắt biến hóa, một vị trí càng rộng rãi xuất hiện. Vô số khoáng thạch chân quý trong hiện thực rất khó tìm được, xuất hiện ở cách đó không xa. Căn cứ lý giải cùng hiểu biết của hắn đối với luyện khí, Trương Huyền chọn mấy chục loại, đi tới trước mặt lô đỉnh. Hừng hực, hỏa diễm thiêu đốt, luyện khí bắt đầu. Bên ngoài khí hải, đám người nguyên hồng chờ đợi. Luân phiên chơi đùa, lúc này đã đến đêm khuya, có điều mọi người tựa hồ không có ý định rời đi. Gia hỏa tên Trương Huyền kia biến công hội thành như vậy, Nguyên Hồng phó viện trưởng không những không trách cứ, còn để hắn khảo hạch luyện khí sư, đưa tới các danh sư hiếu kỳ. Cả đám đều muốn nhìn một chút, đến cùng là thần thánh phương nào, có thể để cho luyện khí sư lục tinh đỉnh phong cải biến thái độ. Các ngươi đoán hắn có thể khảo hạch mấy tinh? Cái này còn cần đoán sao? Chỉ có hai canh giờ, có thể khảo hạch nhất tinh thành công là tốt lắm rồi cho dù có thiên phú, luyện khí đặc biệt nhanh, chân khí hùng hậu, nhị tinh cũng là cao nhất, tuyệt đối không thể tới tam tinh. Đúng vậy, luyện khí không phải những nghề nghiệp khác, chỉ riêng rèn luyện khí thai, liền cần tốn hao thời gian rất dài, không phải năng lực mạnh, liền có thể tốc độ nhanh. Mọi người đều thấp giọng nói. Tên kia luôn mồm nói tới khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh, có lẽ có năng lực luyện chế binh khí linh cấp trung phẩm đỉnh phong, có điều, khí hải khảo hạch có giới hạn thời gian. Hai canh giờ thực quá ngắn, thông qua luyện khí sư nhất tinh là tốt lắm rồi, nhị tinh rất khó. Muốn trùng kích cao hơn, càng không có khả năng. Do đó, không chỉ Nguyên Hồng cảm thấy hôm nay hắn không có khả năng khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh thành công, ngay cả mọi người ở đây cũng có cảm giác tương đồng. Gõ một tấm sắt thành bộ dáng đao kiếm, chỉ là quá trình này, hai canh giờ đã rất khó làm được, huống chi còn có dung hợp cùng tôi thép. Một người chưa hề khảo hạch qua luyện khí có thể một lần khảo hạch tăng lên hai tinh, liền xem như hành động vĩ đại chưa bao giờ có. Mau nhìn, viện trưởng tới. Không chỉ viện trưởng, còn có đám người hùng viện phó. Làm sao đều tới. Đoán chừng là biết chuyện nơi đây, phát sinh chuyện lớn như vậy, khẳng định sẽ tới xem một chút. Thời điểm mọi người ở đây đều muốn nhìn một chút. Tên kia đến cùng có thể khảo hạch nhị tinh thành công hay không, thanh âm liên tiếp vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy mấy lão giả đi nhanh tới chính là luyện khí học viện viện trưởng, một trong thập đại danh sư. Triệu Bính Tuất, ba lão giả đi theo phía sau là ba vị phó viện trưởng khác của học viện. Giúp đám người là thất thất tẩy kinh phạt tủy xong, mấy người liền đi tới, cũng muốn nhìn xem vị công thần, đại công vô tư kia đến cùng có thể khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh thành công hay không. Viện trưởng đã sớm đoán được viện trưởng sẽ đến, Nguyên Hồng ôm quyền. Ừm, thế nào? đã bắt đầu khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh chưa dựa theo thời gian có lẽ sắp kết thúc a à? triệu bính tuất cười nhìn qua khảo hạch ngũ tinh cái này nguyên hồng mang theo xấu hổ làm sao vậy chẳng lẽ không phải vị trương sư kia đang khảo hạch triệu bính tuất nghi hoặc là hắn khảo hạch nhưng trước kia trương sư chưa khảo hạch qua đẳng cấp hiện tại có lẽ đang khảo hạch luyện khí sư nhất tinh nguyên hồng nói chưa khảo hạch qua luyện khí sư không chỉ triệu bính tuất sừng sốt, ba vị phó viện trưởng khác cũng ngẩn ngơ. Ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng không có khảo hạch qua, chạy tới kiểm tra ngũ tinh gì. Vâng, Nguyên Hồng gật đầu. Thời điểm hắn đi vào, tựa hồ là muốn ở trong hai canh giờ, thành công qua nhất tinh, tiếp tục khảo hạch nhị tinh, hiện tại không biết có thành công hay không. Vừa rồi tên kia trước khi đi vào chuyên môn hỏi thăm, có thể khảo hạch nhị tinh hay không, hẳn là chuẩn bị kỹ càng, chỉ là không biết có thể như nguyện hay không có thể thành công hay không, cái này đơn giản, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Triệu Bính Tuất cười cười. Nhìn một chút, khí hải không đình chỉ, nhìn thế nào? Nguyên Hồng sướng sờ. Khí hải không đình chỉ, người ở bên trong chưa đi ra, là không biết kết quả, nếu không, bọn họ cũng không cần chờ ở đây. Muốn nhìn hắn có khảo hạch thành công hay không xác thực không có khả năng, nhưng có thể thử xin đẳng cấp huy chương AH. Chỉ cần huy chương nhất tinh xuất hiện, liền đại biểu, khảo hạch nhất tinh thành công. Triệu Bính Tuất vuốt râu. Cái này, đúng a, à, sao ta không nghĩ tới chứ? Nguyên Hồng vỗ đùi, cũng nở nụ cười. Khí Hải thông qua khảo hạch, cũng không phải ở bên trong phát đẳng cấp huy chương, mà là sau khi đi ra, ở bên ngoài xin, chỉ cần trước đó ở bên trong thông qua khảo hạch, liền có thể ở bên ngoài xuất hiện huy chương. Hiện tại Trương Huyền không ra, bọn họ đích xác không biết có thông qua khảo hạch hay không nhưng có thể dùng phương pháp xin huy chương đến đo lường. Chương 1346, xung kích luyện khí sư lục tinh 2. Chỉ cần có thể thành công xin huy chương nhất tinh, liền đại biểu khảo hạch nhất tinh thành công, bây giờ còn chưa đi ra, khẳng định là đang trùng kích nhị tinh. Chỉ đơn giản như vậy. Ta đi thử một chút. Xác định phương pháp, Nguyên Hồng tiến về phía trước một bước, đi tới trước cửa khí hải xin huy chương, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái quang mang lóe lên, một hồi lay động, một huy chương từ trên khe cửa rơi ra. Ồ, thế mà thông qua được nhất tinh khảo hạch. Tiếp nhận huy chương, Nguyên Hồng nhìn thoáng qua, nhịn không được sướng sờ. Chính là huy chương luyện khí sư nhất tinh của Trương Huyền. Huy chương có thể đi ra, nói rõ người ở bên trong đã thành công khảo hạch nhất tinh. Qua khảo hạch nhất tinh, vậy bây giờ có lẽ đang khảo hạch nhị tinh. Triệu Bính Tuất gật đầu. Đúng vậy, hiện tại cũng sắp đến hai canh giờ ta thử xem có qua nhị tinh hay không thấy tên này quả nhiên ở trong hai canh giờ khảo hạch nhất tinh thành công nguyên hồng mang theo kinh ngạc cười cười lần nữa đưa bàn tay ấn lên ông quang mang lóe lên lại một huy chương rơi ra cái này đây là nhị tinh nhị tinh cũng thông qua được vội vàng tiếp lấy nguyên hồng ngẩn ngơ hắn thấy trong hai canh giờ thông qua một lần khảo hạch là tốt lắm rồi cho dù có thời gian sung kích cũng rất khó hoàn thành, tên này chẳng những thành công, ngay cả nhị tinh cũng khảo hạch xong. Thật hay giả? Thông qua được nhị tinh. Không chỉ hắn kinh ngạc, triệu bính tuất cũng sướng sờ, đi tới trước mặt, cầm huy chương nhìn một chút, phía trên xác thực khắc tên Trương Huyền, nói cách khác. Trong hai canh giờ, tên này không chỉ sung kích nhất tinh thành công, ngay cả nhị tinh cũng hoàn thành. Thi xong nhị tinh, còn chưa đi ra, chẳng lẽ hắn còn muốn thừa thế sung kích tam tinh? Mọi người chừng to mắt, Thông qua được nhị tinh, còn chưa có đi ra, há không cho thấy, tên này còn đang trùng kích cấp bậc cao hơn. Hai canh giờ, khảo hạch hai tinh đều thành công, còn có tinh lực đi xung kích cao hơn. Tên này làm sao làm được? Có khả năng, có điều, thời gian ngắn như vậy, tam tinh khẳng định không có khả năng thành công. Nguyên Hồng lắc đầu. Trình độ luyện khí phức tạp, hắn biết đến rất rõ ràng. Coi như hắn hiện tại đi luyện chế vũ khí quỷ cấp hạ phẩm, cũng cần tốn hao thời gian không ngắn hai canh giờ có thể hoàn thành hai kiện cũng đã rất nghịch thiên càng nhiều tuyệt đối làm không được đối phương khảo hạch nhất tinh nhị tinh thành công nói rõ ít nhất luyện chế ra hai kiện vũ khí tốc độ làm sao có thể nhanh hơn cả hắn có thể thành công luyện chế món binh khí thứ ba có thành công hay không thử một chút liền biết cắt ngang hắn triệu bính tuất đi lên phía trước ở trên cánh cửa nhấn một cái ông lần nữa lóe lên lại một huy chương rơi xuống. Cái này là Tam tinh. Không chỉ Nguyên Hồng giật nảy mình, ngay cả Triệu Bính Tuất cũng nhịn không được ngẩn ngơ. Hai canh giờ luyện chế ra ba món binh khí, từ học đồ tấn cấp đến luyện khí sư Tam tinh. Tốc độ này khó tránh khỏi có chút quá khoa trương đi. Chẳng lẽ? Hai người nhìn nhau, từng người sững sờ, Nguyên Hồng cũng nhịn không được, lần nữa ấn xuống một cái. Xoạt, lại một tấm huy chương rơi xuống. Tứ tinh, hắn quả nhiên ý định ở trong hai canh giờ, xung kích luyện khí sư ngũ tinh. Nuốt ngụm nước bọt, thanh âm của Nguyên Hồng phát khô. Tên này nói muốn khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh, hắn vốn xem như lời nói vô căn cứ, cảm thấy trong vòng một ngày không có khả năng thành công, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại thật làm được. Huy chương xuất hiện tứ tinh, còn không có đi ra, cũng cho thấy tên này đang trùng kích luyện khí sư ngũ tinh. Không đủ hai canh giờ, liên tục khảo hạch bốn lần luyện chế bốn kiện vũ khí phù hợp điều kiện tên này đến cùng làm sao làm được liên tục thành công khảo hạch bốn đẳng cấp các ngươi nói hắn có thể thành công khảo hạch ngũ tinh hay không hùng bính nhịn không được nói không có khả năng nghe được bằng hữu nói như vậy nguyên hồng lắc đầu nếu như thành công khảo hạch ngũ tinh khẳng định đã sớm đi ra làm sao còn ở bên trong mặc dù ngoài miệng nói không có khả năng Nguyên Hồng vẫn xòe bàn tay ra ấn xuống một cái. Xoạt, lời còn chưa dứt, lại một huy chương rơi xuống. Vội vàng tiếp được, nhìn thấy đẳng cấp cùng tên phía trên, Nguyên Hồng kìm lòng không được lung lay hai lần. Huy chương ngũ tinh, hắn, hắn, thành công khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh, cái kia, bây giờ hắn khảo hạch cái gì? Chỉ cảm thấy thế giới quan bị phá hủy, Nguyên Hồng sắp khóc. Huy chương ngũ tinh đã có, người còn không ra, há không cho thấy, tên này không chỉ thông qua được 5 lần khảo hạch, còn đang xung kích luyện khí sư lục tinh. Cái này sao có thể thành công? Coi như muốn xung kích, thực lực cũng không đủ a -hát. Muốn trở thành danh sư lục tinh, phải luyện chế ra vũ khí linh cấp tuyệt phẩm, mà muốn thành công, ít nhất phải có thực lực hóa phàm cửu trọng tầm phong cảnh. Nếu không, kinh mạch trong cơ thể dung nạp không được linh lực tinh thuần, như đồng hồ cát chảy ra, căn bản không có khả năng luyện chế ra linh khí đạt tới tuyệt phẩm, linh khí tuyệt phẩm, linh tính sung mãn, như là sinh mệnh, không dò, không thiếu sót, bản thân khống chế không nổi, làm sao để loại binh khí này cũng đạt tới cấp bậc như thế. Ông, đang khiếp sợ, bàn tay của Nguyên Hồng lại kìm lòng không được nhấn xuống, một tiếng động vang lên, một huy chương rất xuống. Lục tinh, thân thể hắn nhoáng một cái, tất cả mọi người ngốc tại chỗ, lặng ngắt như tờ. Chương 1347, Thai Sư Thu Đổ một khí hải duy trì hai canh giờ dựa theo tình huống bình thường có thể từ luyện khí sư nhất tinh khảo hạch đến nhị tinh là tốt lắm rồi nhưng trước mắt này lại xuất hiện sáu huy chương cũng cho thấy một hơi từ nhất tinh khảo hạch đến lục tinh hơn nữa toàn bộ đều thành công một tiểu gia hỏa vừa tới học viện nhiều nhất là kiều thiên cảnh thành công khảo hạch luyện khí sư lục tinh mọi người chỉ cảm thấy răng run lên thân thể kìm lòng không được run rẩy nhất là lý tuyển trước đó đôi mắt thanh tú trắng bệch sắp ngất đi thông qua trò chuyện có thể thấy được đối phương đối với quy tắc của luyện khí học viện rất nhiều đều kiến thức nửa vời cái gì cũng đều không hiểu nhưng kết quả thuận lợi trở thành luyện khí sư lục tinh mình vậy mà bực mình với một luyện khí sư nắm giữ thực lực lục tinh suy nghĩ một chút cũng cảm thấy sợ hãi hận không thể có một cái lỗ chui vào mấy viện trưởng như nguyên hồng triệu bính tuất tất cả đều mắt tối sầm lại hai canh giờ, luyện chế sáu vũ khí, từ nhất tinh đạt tới lục tinh. Còn là người sao? Viện trưởng, ngươi, ngươi có thể làm được không? Bờ môi run rẩy, Nguyên Hồng kìm lòng không được nhìn qua. Trong bọn họ, thực lực luyện khí của viện trưởng người người công nhận là mạnh nhất, không người có thể so sánh, coi như bọn họ cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Thành tích nghịch thiên như thế, hắn làm không được, muốn nói ai có thể hoàn thành, chỉ có vị viện trưởng này. Ta, Trần chờ một lát, triệu bính tuất nhịn không được lắc đầu. Ta, làm không được. Coi như hắn là luyện khí sư lục tinh đỉnh phong, tốc độ luyện khí vượt xa những người khác, nhưng muốn ở trong hai canh giờ hoàn thành luyện chế sáu binh khí, cũng làm không được. Khí hải khảo hạch cũng không phải luyện chế vũ khí cấp bậc thấp liền dễ dàng, còn liên quan vấn đề tài liệu. Tài liệu kém, một khi tốc độ nhanh, sẽ càng dễ sụp đổ, cũng không đơn giản hơn luyện chế vũ khí cấp cao bao nhiêu, tuy thực lực của hắn cao, nhưng nếu từ nhất tinh bắt đầu sông ải, vào tới nhị tinh, nhiều nhất tam tinh cũng là cực hạn, tên này, một hơi đạt tới lục tinh. Còn là người sao? Cái kia, sự tình thu đồ. Nguyên Hồng nuốt ngụm nước bọt, lần nữa nhìn tới. Ta, triệu bính tuất kìm nén sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời. Vốn nghĩ, chỉ cần đối phương nguyện ý, hắn có thể thu làm học sinh, truyền thụ tri thức luyện khí, lưu truyền một đoạn giai thoại. Hiện tại, người ta luyện khí nhanh, trình độ còn cao hơn ngươi, còn làm sao mở miệng. Kẹt kẹt, ngay thời điểm hai người giàu dĩ, những người khác khiếp sợ không thôi, đại môn khí hải mở rộng, thân ảnh thanh niên đi ra. Thời khắc này vẻ mặt trương huyền mệt mỏi, lộ ra hết sức yếu ớt. Mặc dù ở bên trong mượn nhờ linh thạch thượng phẩm khôi phục khí lực, nhưng khảo hạch luyện khí sư lục tinh, thực tiêu hao quá lớn. Thực lực của hắn bây giờ, chỉ là kiều thiên cảnh đỉnh phong, cho dù có thiên đạo chân khí, thiên đạo kim thân trợ giúp, vẫn như cũng có chút không kiên trì nổi, lúc này mới ở sau khi khảo hạch xong, điều chỉnh một hồi mới thuận lợi đi ra. May mắn, thông qua được khảo hạch. Giờ phút này, hắn đã là một vị luyện khí sư chuẩn lục tinh. Sau chức nghiệp thượng cửu lưu, tu vi không đạt tới, không cách nào thu hoạch được đẳng cấp chân chính, cho dù có huy chương cũng chỉ là chuẩn cấp. Trương sư, mang theo khâm phục, Nguyên Hồng đi tới. Nếu nói trước kia, đối phương làm hư kiến trúc, còn có chút chống đối, bây giờ mới biết, viện trưởng quyết định là đúng đắn cỡ nào. Kiều Thiên Cảnh liền thành công khảo hạch luyện khí sư lục tinh, loại thiên phú này, tuyệt đối là luyện khí học viện mấy ngàn năm qua, chưa bao giờ có. Tiếp tục trưởng thành, khẳng định lại là một ngô dương tử, thậm chí thành tựu của hắn chỉ cao hơn chứ không thấp. Học viện có nhân vật như vậy, về sau tất nhiên danh tiếng vang xa, tổng thể thực lực luyện khí, đều sẽ có tiến bộ cực lớn. Đây là huy chương của ngươi. Đi tới trước mặt, đưa huy chương luyện khí sư lục tinh tới. Đa tả, tiếp nhận huy chương, trương huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một lão giả đi tới trước mặt, nở nụ cười nhìn qua. Trương sư, lão phu triệu bính tuất. Triệu bính tuất, trương huyền nghi ngờ nhìn về phía nguyên hồng. Cái tên này, nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhìn thấy nét mặt của hắn, chung quanh rất nhiều danh sư, tất cả đều khóe miệng co giật. Đến luyện khí học viện khảo hạch, ngay cả viện trưởng là ai cũng không biết, người cũng thật bá đạo. Lý Tuyền càng nước mắt ào ào. Nguyên lai tưởng rằng tên này chỉ là không hiểu quy tắc học viện, nguyên lai. Là cái gì cũng không biết a à Nhưng một người cái cái gì cũng không biết như thế, thành công khảo hạch luyện khí sư lục tinh, để rất nhiều viện trưởng tự mình bái kiến, nàng chỉ có thể làm việc ngoài giờ người với người tranh lệch thật to lớn. Triệu sư, là luyện khí học viện viện trưởng, càng là một trong thập đại danh sư. Biết tên này cũng không phải ngụy trang, là thật sự không hiểu, Nguyên Hồng vội vã giải thích. Trương Huyền bái kiến viện trưởng. Nghe được thân phận của lão nhân này, Trương Huyền ôm quyền. Mặc dù hắn thành công khảo hạch luyện khí sư lục tinh, nhưng so với luyện khí học viện viện trưởng, thập đại danh sư là còn kém xa. Ừm, không cần khách khí. Trương sư, trẻ tuổi như vậy liền thành công khảo hạch luyện khí sư thiên phú cao khiến người khâm phục thấy người trước mắt này thành tựu như thế nhưng không kiêu không gấp thái độ thành khẩn triệu bính tuất hài lòng nhẹ gật đầu viện trưởng khách khí chỉ là vận khí tốt mà thôi trương huyền vội nói cuối cùng có thể thông qua khảo hạch lục tinh đối với hắn mà nói thật có chút vận khí ở bên trong nếu không hôm nay cũng chỉ là luyện khí sư ngũ tinh mà thôi luyện khí không có vận khí, chỉ có thực lực. Khiêm tốn lễ độ, không kiêu không gấp, khó trách có thể để cho đám người lạc thất thất bội phục như thế. chương 1348, Thay Sư Thu Đổ 2 Triệu Bính tuất phút dâu, nhìn về phía thanh niên trước mắt, càng xem càng ưa thích. Những người trẻ tuổi khác, vừa có chút thành tựu, đuôi liền vành lên trời, vị trước mắt này, chẳng những không như thế, còn không chút nào cảm thấy, làm việc khiêm tốn, chỉ là tâm tính, liền vượt qua người cùng tuổi không biết bao nhiêu. Thiên tài như thế, nếu có thể thu làm môn hạ, danh tiếng của hắn tuyệt đối sẽ tăng mạnh. Chỉ là trình độ của đối phương không kém gì hắn, coi như muốn nhận cũng rất khó đáp ứng. Trần chờ một chút, hắn mỉm cười, mở miệng nói. "Trương sư, thiên phú và nghiên cứu đối với luyện khí, thế hệ trẻ tuổi không người có thể so sánh. Bất quá, muốn đi càng xa, cũng cần có người chỉ đạo cùng sửa chữa." tại hạ tài sơ học thiền, không có tư cách làm lão sư của ngươi, không biết có thể thay sư thu đồ hay không. Thay sư thu đồ, trương huyền sướng sờ. Không sai, lão sư của tại hạ là danh sư thất tinh của phong hào đế quốc, địa vị tôn sùng, nếu như biết có thiên tài tốt như vậy, khẳng định sẽ vui vẻ không thôi. Triệu Bính Tuất vội nói, thay sư thu đồ, triệu viện trưởng muốn thay sư thu đồ, há không cho thấy, vị trương sư này muốn trở thành sư đệ của viện trưởng cái này sư đệ của thập đại danh sư học sinh của danh sư thất tinh bất kỳ một thân phận nào ở học viện đều có thể đi ngang a hát quá mạnh nghe đối thoại vào trong tai danh sư chung quanh đều nhoáng một cái nguyên hồng càng bị dọa đến suýt chút nữa nằm xuống trước đó nghe viện trưởng nói muốn thu học sinh đã cảm thấy khiếp sợ không thôi bây giờ nghe muốn thu làm sư đệ cũng quá điên cuồng đi thật muốn đáp ứng tên này há không phải ngang hàng nhóm người mình, bình khởi bình tỏa. Tân sinh năm nhất, thậm chí ngay cả thẻ học viên cũng không có lính, trực tiếp thay đổi thành sư đệ của viện trưởng. Bọn người nguyên hồng, hùng bính mở to hai mắt nhìn. Mặc dù cảm thấy điên cuồng, nhưng bọn hắn biết, vị trương sư này quả thực có tư cách như vậy. Một hơi từ luyện khí sư nhất tinh khảo hạch đến lục tinh. Đây tuyệt đối là phá kỷ lục. Phong hào đế quốc, thánh nhân quý tộc có hay không không biết, nhưng danh sư học viện tuyệt đối là chưa bao giờ có. Cái này, không nghĩ tới lại gặp thu đồ, lần này còn muốn thu làm sư đệ, Trương Huyền dừng một chút, lắc đầu. Thực không tiện, tại hạ đã có ân sư, tên Dương Huyền, tạm thời còn không có ý định bái nhập môn hạ người khác. Bái nhập môn hạ người khác, đủ loại hạn chế, mà hắn, chỉ cần đọc sách là được, không cần học tập với người. Cự tuyệt, hắn cự tuyệt trở thành sư đệ của triệu viện trưởng điên rồi biên thật rồi có thể trở thành đồ đệ của viện trưởng chính là vô số người tha thiết ước mơ nhưng hắn ngay cả trở thành sư đệ cũng không nguyện ý còn là người sao ngay cả học sinh của danh sư thất tinh cũng không nguyện ý làm hắn hắn đến cùng nghĩ cái gì nghe được cự tuyệt tất cả mọi người hóa đá mọi người ở đây nằm mộng cũng muốn có thể trở thành học sinh của triệu viện trưởng mà không cách nào thành công tên này ngay cả sư đệ của người ta cũng không nguyện ý làm người đây là muốn trời cao a hát. Thân thể la nham lay động, suýt chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì sao thái độ của lão sư đại biến. Để một trong thập đại danh sư triệu viện trưởng thay sư thu đồ. Chỉ điều này, đầy đủ để nguyên phó viện trưởng không thể không kính sợ. Mấu chốt nhất là, còn bị cự tuyệt. Mẹ nó, đại ca, người xem có thể thương nghị một chút, ta đổi với ngươi hay không? Nếu không, Ngươi thu ta làm đồ đệ cũng được. Ngươi, không đồng ý. Triệu Bính Tuất cũng xứng sở tại nguyên chỗ. Sợ nói thu làm học sinh, đối phương không đồng ý, rất mất thể diện. Ai nghĩ đến thay sư thu đồ, cũng không đồng ý. Chẳng lẽ ngươi không biết, có lão sư lợi hại, tương đương với có chỗ dựa, ở học viện sẽ được giảng quyền hạn cùng chỗ tốt gì sao? Đa tạ triệu viện trưởng hậu ái. Trương Huyền lắc đầu, trên mặt không có chút biểu lộ ba động nào, trên thực tế trái tim đang dỉ máu. Tạo ra dương sư giả dối, liền muốn bản thân toàn vẹn, tùy tiện tìm người khác làm môn hạ, về sau còn làm sao lập uy. Còn làm sao để cho người ta tin tưởng, đường đường dương sư, là danh sư siêu cấp siêu Việt bát tinh. Bản thân trồng quả đắng, ngậm lấy nước mắt cũng phải ăn đi a hát. Là ta lỗ máng, thấy đối phương thái độ kiên quyết, đành phải than thở một tiếng, triệu bính tuất nhịn không được nhìn qua không biết dương huyền dương sư là ai thứ cho ta cô lậu quả văn chưa bao giờ nghe qua cái danh hiệu này có thể vì lão sư cự tuyệt bản thân thay sư thu đồ vị dương sư này khẳng định cấp bậc không thấp chỉ là sao hắn chưa từng nghe qua lão sư nhà ta nhàn vân giã hạc thế ngoại cao nhân không cầu danh lợi do đó người biết tên hắn cũng không nhiều trương huyền cười nói có thể giáo dục ra học sinh ưu tú như thế ta rất muốn gặp một mặt thuận tiện bài yết không biết trương sư có thể thay thông bẩm hay không. Suy nghĩ một chút, triệu bính tuất ôm quyền. Người muốn gặp lão sư của ta. Trương huyền sướng sờ. Đúng vậy, trương sư thiên tài ngút trời, cho dù có lão sư, cũng không sao. Một danh sư lợi hại có mấy vị lão sư, cũng là rất bình thường. Năm đó khổng sư cũng có mấy vị lão sư, đàm sư, lý sư. Ta muốn gặp mặt dương sư thương nghị một chút, có thể chỉ truyền dạy luyện khí, cái khác một mực mặc kệ, cũng không tính là vi phạm quy củ. Triệu Bính Tuất nói, chương 1349, Trương Huyền thiếu sót một. Ê, Trương Huyền vò đầu, xem ra vị trước mắt này muốn nhận mình làm đệ tử, cũng không đình chỉ. Nhưng bản thân thật đúng là không thể trở thành sư đệ của hắn, không nói cái khác, coi như đáp ứng, bên kia không phải còn có mi trưởng lão xếp hàng sao. Dương sư cũng là danh sư, thuộc về người trong đồng đạo, gặp một lần cũng không sao a. À. Triệu Bính Tuất vuốt râu. Thật sự là hắn muốn gặp vị Dương Huyền kia một lần, muốn nhìn một chút, đến cùng là người lợi hại ra sao, mới có thể dạy ra nhân vật ưu tú như thế. Chuyện này, lão sư không có chỗ ở cố định, ta cũng không biết người ở nơi nào, như vậy đi, lần sau gặp được, nhất định truyền đạt ý tứ của viện trưởng cho lão nhân ra. Dầu dĩ một hồi, Trương Huyền nói: "Cái này gọi là chuyện gì? Ta chỉ muốn an tâm đọc sách, khảo hạch cấp bậc" sau đó xoay người rời đi, không mang một áng mây, kết quả. Đến chỗ nào cũng muốn thu ta làm học sinh, thu ta làm sư đệ. Ta dễ dàng sao? Xem ra, vẫn phải để dương sư ra một chuyến, chấn nhiếp một cái, nếu không, ai cũng chạy tới thu đồ, thu làm sư đệ, còn để cho người ta an tâm đọc sách sao? Có thể để cho người khiêm tốn một chút hay không? Vậy thì tốt, cứ ước định như vậy. Triệu Bính Tuất cười cười. Ừm, Triệu Viện trưởng, Chư vị, hôm nay ta khảo hạch luyện khí sư lục tinh, tiêu hao quá lớn, muốn về nghỉ ngơi một chút, cáo từ trước. Sợ đối phương tiếp tục hỏi thăm sự tình dương sư, không có cách nào giải thích, trương huyền ôm quyền không người. Cũng đúng, người khẳng định vô cùng mệt mỏi, nhanh về nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, hai canh giờ, luyện chế ra sáu vũ khí, tiêu hao tất nhiên rất lớn, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nghe được hắn nói, đám người triệu bính tuất, Nguyên Hồng mới nhớ tới, Gia hỏa trước mắt này mới vừa liên tục luyện chế sáu vũ khí, thể xác tinh thần đều mệt mỏi, tất cả đều áy náy nói. Người ta mệt mỏi thành như vậy, bọn họ còn quấn chuyện thu đồ với muốn gặp lão sư, thực sự là không có lễ phép. Đa tả, thấy bọn họ đáp ứng, Trương Huyền thở dài một hơi, đang muốn xoay người rời đi, liền nghe thanh âm của Triệu Bính Tuất vang lên. Người đã thông qua khảo hạch, có lẽ đang ở ký túc xá tập thể A. Như vậy đi, đây là lệnh bài tư nhân của ta, ngươi cầm đi khu tinh anh, lĩnh một biệt viện, về sau chúng ta đi gặp ngươi, cũng có thể thuận tiện một chút. Ngừng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay triệu viện trưởng thêm ra một lệnh bài, giống của mi trưởng lão như đúc. Trong phòng làm việc của viện trưởng, Nguyên Hồng chỉ nói kẻ trước mắt này làm sập thông đạo ghi chép, cũng không nói sự tình hắn còn có lệnh bài của mi trưởng lão. Lại nói coi như nói cũng không có gì, triệu bính tuất rõ ràng là đang lấy lòng, lôi kéo vị thiên tài này, nếu không phải trọng lượng lệnh bài của hắn không bằng thập đại trưởng lão, khẳng định cũng đã sớm đưa ra ngoài. Cái này, Trương Huyền nháy con mắt. Cầm đi, lệnh bài của ta, vẫn còn có chút tác dụng, đi thôi, đi khu tinh anh tìm một chỗ ở lại. Triệu Bính Tuất gật đầu. Cảm ơn Triệu Viện Trưởng. thấy đối phương kiên trì, biết ý tứ của hắn, Trương Huyền đành phải tiếp tới. Vừa rồi đã cự tuyệt làm sư đệ, lần nữa cự tuyệt, cũng quá không lễ phép mọi người chung quanh thấy hắn mặt mũi không tình nguyện nhận lấy lệnh bài của viện trưởng khóe miệng tất cả đều co giật nhanh muốn khóc những người bọn hắn là muốn gặp viện trưởng một lần cũng khó khăn tự mình đến gặp ngươi thu làm học đệ không đồng ý ngay cả lệnh bài cũng không muốn đến cùng là quái thai từ đâu xuất hiện ngươi có biết biểu lộ không tình nguyện kia của ngươi có bao nhiêu người muốn đánh chết ngươi không cáo từ tiếp nhận lệnh bài sợ đối phương lại ra yêu cầu không an phận gì trương huyền không ngừng nghỉ xoay người rời đi không lâu sau liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người đáng tiếc thấy hắn đi xa triệu bính tuất nhịn không được lắc đầu đáng tiếc cái gì nguyên hồng không hiểu nhìn lại vị trương sư này là thiên tài chân chính mặc dù mặt ngoài khách khí kỳ thật tự cao tự đại đồ vật phàm tục không thể lôi kéo loại người này muốn để hắn khăng khăng một mực lưu lại luyện khí học viện khó triệu bính tuất than thở đúng vậy nghĩ đến đối phương ngay cả làm sư đệ của triệu viện trưởng cũng cự tuyệt học viện bọn họ còn có thể lấy ra cái gì lôi kéo quả thực không có đồ vật khiến người tâm động a hát tốt về sau đối đãi thật tốt đừng mạo phạm triệu bính tuất dặn dò một tiếng hơi vung tay nguyên hồng hùng bính mấy người các ngươi cùng ta vào xem ta rất muốn biết hắn đến cùng làm sao có thể ở trong hai canh giờ luyện chế ra sáu vũ khí hai canh giờ luyện chế sáu vũ khí từ luyện khí sư nhất tinh biến thành lục tinh liền xem như hắn cũng làm không được một người chỉ là kiều thiên cảnh đến cùng làm sao hoàn thành vâng đám người nguyên hồng gật đầu bọn họ cũng cực kỳ kỳ quái mấy người đẩy cửa đi vào thông đạo khí hải thân là viện trưởng nắm giữ quyền hạn đặc biệt coi như không sử dụng học phần cũng có thể đi vào nơi này kiểm tra hình ảnh luyện khí vừa rồi đi vào thông đạo Triệu Bính tuất nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay búng một cái. Ông Khí Hải lay động, cảnh tượng trước đó Trương Huyền luyện khí xuất hiện ở trước mắt. Nơi này có trang bị đặc thù, có thể ghi lại cảnh tượng trước đó, một lần nữa chiếu lại để cho người ta phỏng đoán cùng học tập. Chương 1350, Trương Huyền thiếu sót 2. Hô, mọi người nhìn soi mói, hình ảnh Trương Huyền đi tới cửa thứ nhất, nhẹ nhàng vô một cái, lấy ra rất nhiều khoáng thạch kim loại đồng thời ném vào lò lửa, sau đó hòa tan, tiến hành tôi thép. Cái này, không rèn luyện khí thai, trực tiếp tôi thép. Mọi người ngẩn ngơ, không rèn luyện khí thai, giảm bớt trình tự phức tạp nhất của luyện khí, biện pháp tốt, quả thực là biện pháp tốt. Hai mắt triệu bính tuất tỏa ánh sáng, vỗ đùi. Ta làm sao lại không nghĩ tới chứ? Luyện khí ba bước, phức tạp nhất chính là rèn luyện khí thai, tiết kiệm cái trình tự này, tốc độ luyện khí quả thực rất nhanh chỉ là luyện chế ra đồ vật còn gọi vũ khí sao nhìn xong tôi thép quả nhiên thấy trương huyền lấy ra một cái đĩa sắt đặt ở trên đài đo lường sau đó thuận lợi qua ải chỉ dung hợp kim loại không rèn luyện liền để nó đạt tới quỷ cấp lợi hại hùng bính không ngừng gật đầu vũ khí mệnh danh thiên truy bách luyện chỉ có không ngừng rèn luyện mới có thể để cho kim loại dung hợp càng thêm hoàn mỹ mới có thể để cho cấp bậc càng ngày càng cao tùy tiện luyện hóa dung hợp ngay cả thiết trùy cũng không có vung một cái, liền để cấp bậc đạt tới tiêu chuẩn khảo hạch luyện khí sư, xem như bọn họ cũng làm không được. Cái này không chỉ phải hiểu rõ nhiệt nóng chảy của đủ loại kim loại, khoáng thạch, còn cần hiểu thuộc tính, lúc nào dung hợp, sau khi dung hợp sẽ có phản ứng gì. Đều rõ như lòng bàn tay. Đúng vậy, không chỉ như thế, dùng chân khí khống chế lò lửa, giã luyện những kim loại này, để chúng đồng thời hòa tan. Nói rõ khống chế mấy loại lực lượng, linh hồn mạnh mẽ tiếp xúc hỏa diếm khoảng cách gần như vậy, thậm chí bàn tay bắt lấy kim loại nóng bỏng. Thân thể nên mạnh bao nhiêu? Thủ pháp nước chảy mây trôi, không trần chờ chút nào, nói rõ tự tin, tâm tính cũng không phải vững chắc bình thường. Tiếp tục nhìn lại, càng xem mọi người càng cảm thấy hoảng sợ. Dung hợp kim loại, không tiến hành rèn luyện khí thai liền tôi thép, bọn họ cũng có thể tùy tiện làm được, chỉ là có thể qua ải hay không liền không nhất định cử trọng nhược khinh giống như đối phương đừng nói bọn họ e rằng cho dù là luyện khí đại tông sư ngô dương tử trong truyền thuyết cũng chưa hẳn có thể làm được tên này thật chỉ nhận được ngô dương tử truyền thừa mà không phải lão sư của ngô dương tử rất nhanh nhìn thấy khảo hạch luyện khí sư lục tinh ngón tay gảy nhẹ đủ loại kim loại phát ra thanh âm kim thiết giao kích tựa như âm nhạc cổ tay trương huyền tung bay một thiết trùy cự đại xuất hiện ở trước mắt cái này đây thật là luyện khí sư rèn luyện ra khí thai nhìn thấy thanh niên rốt cuộc vận dụng năng lực rèn luyện khí thai vốn cho rằng sẽ cực kỳ kinh diễm giống như trước đó để cho người ta cảm khái nằm mơ cũng không nghĩ tới con mẹ nó quá xấu đi người xác định luyện chế cái này là thiết trùy không phải cục sắt chúng nhân đưa mắt nhìn nhau xem ra trương sư này bất kể bên nào cũng không tệ chỉ là rèn luyện khí thai có chút tạm được nhìn xong cả khảo hạch Triệu Bính tuất nhịn không được nói. Nào chỉ là tạm được, như chưa hề học qua. Nguyên Hồng lắc đầu, đối phương luyện chế bộ dáng khí thai, nói thật, ngay cả một học đồ cũng không bằng. Có thể nói, tùy tiện tìm một học đồ cũng làm tốt hơn tên này. Khống hỏa, dung luyện, tôi thép, khống chế, đều hoàn mỹ vô khuyết, ngay cả bọn họ cũng không bằng, làm sao lại không biết luyện khí thai? Phải biết đây chính là khâu đơn giản nhất trong luyện khí không học qua tốt nhất như vậy liền có thể quang minh chính đại đi dạy hắn lôi kéo quan hệ triệu bính tuất cười nói đang giàu làm sao lấy lòng đối phương gắt gao của đối phương vào luyện khí học viện đã không biết rèn luyện khí thai bản thân hoàn toàn có thể tự mình ra mặt truyền thụ kỹ xảo đúng vậy mấy vị phó viện trưởng khác cũng gật đầu không sợ người thiên phú tuyệt cao chỉ sợ ngươi không thiếu sót có không biết bọn họ liền có thể thừa cơ kết giao lôi kéo quan hệ một khi người thật theo ta học, còn không ngoan ngoãn cột vào chiếc xe luyện khí học viện này. Trở lại khu tinh anh, lúc này Trương Huyền mới cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Hai canh giờ, một hơi từ học đồ khảo hạch đến luyện khí sư lục tinh, mặc dù trong đó có chút đầu cơ trục lợi, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Không chỉ chân khí, tinh, khí, thần đều rất mệt mỏi. Nếu không phải hồn thể vừa vặn đột phá 10 mét, chỉ sợ căn bản kiên trì không được hồn thể đột phá 10 mét, hình như bản chất linh hồn thay đổi, trước đó không có nhìn kỹ, bây giờ nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lấy ra linh thạch thượng phẩm, lần nữa hấp thu một hồi, hoàn toàn khôi phục, lúc này Trương Huyền mới nhớ đến một chuyện. Trước đó ở trong địa hỏa thông đạo hấp thu lực lượng địa tâm hồng nham, hồn thể thuận lợi đột phá 10 mét, lúc ấy hình như cảm thấy hồn phách có một loại biến hóa nào đó, chẳng qua lúc đó thông đạo sụp đổ, không có thời gian quan sát. Hiện tại vừa vặn trở về, Đúng lúc có thể nhìn một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồn phách, thân thể, chân khí, là ba căn bản của thực lực, nhất định phải sớm khống chế, không thể xuất hiện ngoài ý muốn chút nào. Trận pháp chung quanh khởi động, che đẩy quan sát, lúc này Trương Huyền mới khoanh chân ngồi ở trên đệm, tinh thần khẽ động. Hô, Hồ, Vu hồn ly thể. Lúc này Vu hồn cao lớn như cự nhân, đứng trong phòng đầu cũng sắp đụng nóc. Nội thị, Minh Lý chi nhãn nhúc nhích dò xét trong hồn thể. Đây là cái gì, cái này, cái này sao có thể? Trương Huyền nhìn thoáng qua, đột nhiên sửng sốt, thanh âm kinh ngạc. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1350